là vui được chào mừng tất cả mọi người, quý vị khán giả thân mến đang quay trở lại với livestream của Sen Đỏ trong buổi tối ngày hôm nay. Và mọi người ơi, thì hôm nay cũng là 18 tháng 10 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta đã đến một ngày rất là trọng đại. Và nói tới đây thì có lẽ là các anh nam là đang cảm thấy tim mình hơi nhói nhói lên, không biết đã chuẩn bị quà cho những người phụ nữ thân yêu của mình chưa. Và các bạn gái, nếu mà lỡ may mà bây giờ chúng ta vẫn còn đang FA đó, thì không biết mình cũng đã chuẩn bị sẵn những cái món quà nào đó để mình có thể tự thưởng cho bản thân của mình sau rất là nhiều khoảng thời gian làm việc mệt mỏi chưa nè. Còn riêng Mina thì hiện tại là Mina có chuẩn bị, cũng như là chúng ta có rất là nhiều những cái món quà mà Mina đã chuẩn bị sẵn cho bản thân mình rồi. Thì ngày hôm nay hứa hẹn chắc chắn sẽ là một buổi tối rất là thú vị. Wow, và thấy ở phía xa có một anh chàng mặc áo trắng đang tiến vô. Thì hôm nay như em cũng nói là sắp đến ngày 20 tháng 10 rồi, thì anh có một bó hoa tặng cho Mina. Chúc em sẽ có một ngày 20 tháng 10 thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Mọi người ơi, ngay lúc này Mina cảm thấy rất là xúc động đậy, bởi vì làm việc với anh Lộc phải nói là 2 năm hơn rồi, mà lần đầu tiên ngày hôm nay có thể Lộc rất là đẹp trai nha quý vị. Và Quang Lộc xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả đang theo dõi livestream của Sen Đỏ. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Quang Lộc có một bó hoa dành tặng cho Mina rồi. Còn đối với các bạn khán giả mà theo dõi chương trình livestream của Sen Đỏ ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ có những món quà khác cũng đặc biệt hấp dẫn không kém. Và chúng ta hãy cùng theo dõi livestream của Sen Đỏ từ bây giờ đến cuối chương trình để chúng ta nhận được những phần quà rất hấp dẫn các bạn nhé. Yeah. Và nếu như mà các anh á, hoặc là những các chị chúng ta vẫn chưa chọn được món quà nào ưng ý cho mình, thì ngay bây giờ trong giây phút này tại livestream này, Quang Lộc cũng như là Mina sẽ giúp cho tất cả mọi người mang đến một chương trình rất là đặc biệt của Sen Đỏ. Có tên là gì anh Quang Lộc? Chương trình của chúng ta được mang tên là Em Là Để Yêu, Điều Là Của Em. Yeah, nghe tên là thấy kêu kêu rồi phải không quý vị? Hứa hẹn là chúng ta sẽ có rất nhiều deal hấp dẫn, rất nhiều sản phẩm dành tặng cho tất cả mọi người khi mà chúng ta shopping tại Sen Đỏ. Yeah. Và trong chương trình ngày hôm nay á, thì Mina và Quang Lộc sẽ giới thiệu những sản phẩm siêu sale cực kỳ hấp dẫn cho ngày 20 tháng 10 sắp tới. Và chưa hết đâu, chúng ta vẫn còn có 2 voucher trị giá 30k và 50k. Cho nên quý vị hãy ở đây, đừng đi đâu hết, để chúng ta có thể cùng chào đón những ưu đãi rất là hấp dẫn này nha. Yeah, và các bạn ơi, để mà chúng ta có thể nhận được những ưu đãi thì chúng ta đừng ngần ngại like, share, comment, thả tim, cũng như là share thật nhiều để cho càng nhiều bạn bè, người thân của chúng ta cũng có thể vào shopping cùng với chúng ta và nhận được những cái phần quà rất hấp dẫn mà Sen Đỏ mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà anh Quang Lộc ơi, bây giờ nếu mà ngoài cái mức giá mà ưu đãi của Sen Đỏ rồi á, thì bây giờ làm cách nào ta để mình có thể nhận được cái ưu đãi 30k ta? À, rất đơn giản, đó là chúng ta hãy like trong livestream này, chúng ta hãy share nè, like nè, comment nè, và kêu gọi mọi người cùng vào thả tim cho Quang Lộc và Mina các bạn nhé. Và nếu như mà chúng ta đạt được 1000 tim trên Sen Like và 100 tim trên Facebook thì voucher 30k sẽ xuất hiện ở góc phải màn hình, và chúng ta có thể ghi lại để chúng ta để dành một lát nữa chúng ta mua những cái món đồ mà chúng ta cần thiết và chúng ta sử dụng cái voucher 30k này. Wow, rất là đơn giản thôi các mọi người. Chúng ta hãy kêu gọi bà con cũng như là hội gen của mình, mình vô mình like, mình share, mình comment, mình thả tim bằng chiếu liên tục để mình có thể nhận về những cái ưu đãi này nha. Đúng rồi, càng nhiều người xem, càng nhiều tương tác thì voucher 30k cũng như 50k sẽ nhanh chóng xuất hiện để chúng ta có thể shopping thỏa sức. Wow, mua quà cho ngày 20 tháng 10. Yeah. Vậy thì cũng tương tự với lại cái voucher 30k á, vậy thì với voucher 50k làm sao chúng ta có thể nhận được? Rất là đơn giản thôi, chỉ cần chúng ta thả tim nè, like, share, comment thật là nhiều, đủ 5.000 tim trên Sen Like cũng như là 500 tim trên Facebook thì voucher 50k cũng xuất hiện ở dưới góc phải màn hình chúng ta luôn, tha hồ mua sắm luôn. Và với Facebook thì chúng ta có thể share chương trình like của Sen Đỏ vào các group mà chúng ta có tham gia để cho càng nhiều người tương tác với chúng ta thì càng nhanh chóng chúng ta có thể nhiều tim hơn, và thời gian chúng ta nhận được voucher 30k cũng như 50k sẽ càng nhanh chóng hơn. Cái này là mình đang chia sẻ cơ hội cho tất cả bạn bè của mình cũng có cái nhu cầu nhận được cái ưu đãi này nha quý vị nha. Và hấp dẫn quá. Có thể thấy là chúng ta có thể mua đồ được rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay, rất là nhiều đồ, và
ngoài những cái deal giảm giá sẵn của Sen Đỏ thì chúng ta còn có thêm những cái voucher để tiếp tục giảm, và có lẽ là đồ hôm nay chúng ta sẽ mua siêu rẻ luôn đây Mina ơi. Mọi người ơi, ngay từ lúc này chúng ta có thể kêu gọi thả tim nhanh chóng trong các group của mình, cũng như là bây giờ mình share lên Facebook đi mọi người, share trong cái hội nhóm, hội gen bạn gì của chúng ta để có thể thật là nhiều tim, để cái voucher nó hiện ra thật là nhanh để mọi người có thể đao về mua sắm. Và mọi người nhớ nha, chỉ cần 1000 tim trên Sen Live và 100 tim trên Facebook thì chúng ta sẽ có ngay voucher 30k xuất hiện ở góc phải màn hình để chúng ta có thể sử dụng. Và chỉ cần chúng ta 5000 lượt thả tim trên Sen Live cũng như là 500 tim trên Facebook thì chúng ta sẽ xuất hiện 50k ở góc phải màn hình. Đơn giản đúng không ạ? Và theo Quang Lộc, thông tin Quang Lộc nhận được thì như chúng ta đã gần được 1000 tim trên Sen Live rồi. Wow. Các bạn ơi, tích cực thả tim tiếp tục nào. Thả tim liên tục mọi người ơi. Và ngày hôm nay thì hứa hẹn là chúng ta sẽ săn được nhiều món đồ rất là giá rẻ này. Thứ nhất là Sen Đỏ đã giảm sẵn nhân cái dịp 20 tháng 10 này rồi. Thứ hai là chúng ta có thêm voucher này, chúng ta được giảm thêm một khoản nữa 30k hoặc 50k, chứng tỏ là những cái món đồ ngày hôm nay mặc dù vẫn rất là chất lượng mà giá thì cực kỳ rẻ, cực kỳ hời nha các bạn. Đừng đi đâu cả, chúng ta hãy tiếp tục kêu gọi mọi người bạn bè để chúng ta có thể vào thả tim cho Sen Live. Trời, ngay lúc này Mina ngồi đây thôi mà tâm trí đang để ở trên app của Sen Đỏ, muốn hả chúng ta có thể nhận về voucher nhanh. Mina cũng muốn mua để chọn cho mình cũng khá món đồ ưng ý rồi đó. Và chúng ta đã đủ 1000 tim trên Sen Live rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn xem voucher 30k sẽ xuất hiện ngay góc phải của màn hình chúng ta. Các bạn hãy chú ý theo dõi nha. Và chúng ta có thể ghi lại cái mã này để một lát nữa khi mà chúng ta shopping thì chúng ta có thể điền mã này vào để có thể giảm thêm được 30k cho đơn hàng của mình. Mà các bạn lưu ý nha, ví dụ cái mức giá niêm yết á, ngoài cái chương trình ưu đãi chúng ta đã giảm rồi thì chúng ta được giảm thêm 30k và 50k nữa. Có nghĩa là mua một mà được giảm tới hai đó quý vị, quá hấp dẫn. Và người ta thường nói á, là có một cái câu là phụ nữ là để yêu, đúng không? Đúng rồi, bởi vì phụ nữ sinh ra đã là phải yếu rồi anh. Cho nên là mỗi khi mà dịp lễ Tết rồi thì phụ nữ có rất là nhiều món quà, món đồ để có thể mua được. Ví dụ như là váy vóc, quần áo, son, phấn, giày, dép, rất là nhiều thứ muôn hình vạn trạng luôn. Mà sau khi trong khi đàn ông con trai không biết có cái gì hết thì ta? Thật ra là như vậy nè quý vị. Thật ra gần tới những cái ngày lễ dành cho phụ nữ đó thì các anh nam thì cứ hay phân bì là tại sao là một năm nó có tới 2 ngày lễ. Đúng. Dành cho phụ nữ. 8 tháng 3 này, sắp tới 20 tháng 10 nữa nè. 20 tháng 10 nhẹ nhẹ là 2 ngày nữa. Đúng. Nhưng mà mọi người đâu có biết, chúng tôi cũng rất là khổ cực. Cực như thế nào? Có những người chúng ta phải thao thức, thức đêm để chờ đợi xem không biết là liệu 20 tháng 10 anh ấy có tặng quà cho mình không, và tặng quà rồi thì tặng cái gì, mình có ưng ý không. Nhưng mà nói tới đây thì Mina cũng rất là thông cảm cho Quang Lộc cũng như là tất cả đứng mày râu, là bởi vì thật ra là cái việc chọn quà nhiều anh cảm thấy là bị rất là đau đầu, stress luôn á. Yes. Trăn trở luôn á, rất là khó khăn. Thứ nhất á là không biết tặng quà gì để cho người phụ nữ của mình ưng ý nè, thích nè, và nhiều khi là tặng rồi không biết, nhiều khi bị la nè, ví dụ mua quà mắc quá cũng bị la nữa, anh mua quà gì mà mắc quá vậy, mà mua quà ít quá thì cũng sợ là đó người phụ nữ chê, cho nên là cứ mỗi dịp là Tết là cánh mày râu, có thể nói là đau đầu. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta có thể sẽ bớt đau đầu đi một tí khi mà chúng ta vào Sen Đỏ, bởi vì trên đó có rất nhiều mặt hàng để cho chúng ta lựa chọn, từ đồ công nghệ, đồ gia dụng, đồ thời trang rất là nhiều, và đặc biệt là có rất nhiều deal giảm giá hấp dẫn. Và ngày hôm nay như các bạn nãy giờ chúng ta chia sẻ, chúng ta có thêm voucher 30k chúng ta có thể mua quà dành tặng cho bạn gái, cho chị, cho mẹ, cho những người phụ nữ của mình. Vâng ạ, thì phụ nữ á thì cũng có trăn trở như Mina trao đổi hồi nãy rồi, thì bây giờ các cánh đàn ông đi, thì thay vì các anh á suy nghĩ thật ra rất là đơn giản, ví dụ như Quang Lộc đi thì thường nói về giày chẳng hạn, giày dép, mình có giày đi chơi, giày đi làm hết. Đúng. Còn rồi, phụ nữ giày bata, giày đi chơi, giày tập gym, giày tập gym màu khác, giày tập gym khác màu cùng kiểu, rất là nhiều, hầm ba lằng luôn. Cho nên thấu hiểu được sự trăn trở của cả hai giới thì ngày hôm nay Sen Đỏ đã ship Mina cũng như là Quang Lộc ngồi tại đây để đồng hành cùng tất cả mọi người, để chúng ta có thể có thêm những cái lựa chọn và những gợi ý cụ thể luôn nha. Để biết đâu đây là món quà mà tất cả những người phụ nữ thân yêu của các anh rất là thích. Và không chỉ mà các cánh mày râu có thể mua quà tặng cho người phụ nữ của mình, mà ngay cả các chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể tự tặng cho mình quà nhân ngày 20 tháng 10, đúng không? Một lý do rất là chính đáng. Đúng rồi. Có 3 đôi giày thì giờ có thêm một đôi giày nữa cũng được. Đó thì chúng ta sẽ bởi vì ngày hôm nay deal rất là rẻ, rất là nhiều sản phẩm chất lượng đa dạng phong phú mà lại còn giá cực hời nữa, thì không dại gì mà chúng ta không săn deal trong ngày hôm nay. Trong đặc biệt là trong khung giờ livestream của Sen Đỏ thì càng có nhiều deal hấp dẫn dành cho tất cả các bạn nha. Yes.
À, và ngày hôm nay á thì chúng ta có rất là nhiều những chương trình ưu đãi như vậy. Thì không biết là thông thường á, anh Quang Lộc, bây giờ em hỏi nhỏ anh nè. Hiện tại anh đang thế hay là có người yêu rồi? Em có thể bớt né né cái chữ này. Anh đang gọi là... Mọi người hãy tham gia livestream để xem có bị trùng người yêu không nha mọi không, người. Không, anh đang gọi người ta gọi là xu thế, đi theo xu thế thôi chứ anh không ế. Ế vì anh thích thế đúng không? Đúng rồi. Còn Mina thì sao? Em chia sẻ ngay từ đầu chương trình rồi. Em hồi ế bền vững rồi. Thôi, trùng người ế chúng ta vẫn có thể đi chơi với nhau như ngày này đúng không? Yeah. Vậy thì với bản thân Mina nha, vào ngày 20 tháng 10 thì Mina thích được tặng quà gì nhất? Thật ra thì nói về thích thì phụ nữ mình được cái đơn giản là mọi người thích nhiều cái đó. Cái gì cũng thích hết, thậm chí một cái mà nhiều màu nữa cũng thích. Người ta gọi là thích đủ thứ đúng đó, không? Đó, thích đủ thứ đó, pháp danh thích đủ thứ. Nhưng mà với cái món quà mà Mina nhận thì riêng cá nhân Mina nha, nhưng mà chắc cũng là đa số những cái người phụ nữ khác á, những người con gái khác cũng là, người ta có câu là của tặng không bằng cách tặng đó. Cho nên chúng ta đa số là vì tấm lòng nữa. Và tấm lòng ở chương trình ngày hôm nay là gì? Là các anh sẽ không rời đi đâu hết, ngồi ở đây theo dõi livestream và săn cái voucher để mua về cho người phụ nữ thân yêu của mình. Dạ đúng rồi, chúng ta có thể ngồi xem livestream này, canh những cái sản phẩm nào trong khung giờ này giảm giá nhiều nhất, rồi lấy được thêm voucher để giảm thêm một nấc nữa. Và cái công mà chúng ta ngồi canh từng cái như vậy thì người mà được tặng quà họ cũng sẽ thấy cảm động. Người ta cũng bỏ công sức ra để mà mình chọn được những món quà mình tặng cho mình chứ đúng không? Đúng rồi, tại vì em thấy là cái khúc mà mình cảm thấy cảm động nhất á là cái khúc mà mình, cái người đàn ông đó đi mua quà cho mình. Chắc là cái món quà. Nhưng món quà cũng quan trọng nha. Và không biết là các bạn khán giả nào mà chúng ta đang xem chương trình livestream của Sen Đỏ thì chúng ta cũng thể comment về những món quà mà các bạn thích nhất, thích cho người yêu, thích bạn bè của mình tặng như ngày 20 tháng 10. Biết đâu bạn bè người yêu của mình cũng sẽ theo dõi chương trình của Sen Đỏ và thấy được và biết được chúng ta thích cái gì và sẽ lựa chọn món quà đó để tặng cho chúng ta. Một công đôi việc luôn. Và bây giờ nè, bây giờ hiện tại cho anh ế đúng không? Em xin lỗi, em lặp lại nỗi đau của anh. Nhưng mà bây giờ mình ngược về quá khứ đi. Kinh nghiệm đau thương nhất của anh trong cái việc chọn quà 20 tháng 10 là cái gì? Kinh nghiệm đau thương đau hả? Đau thương đó. À, có một lần hồi đó là còn sinh viên nha. Sinh viên. Không rồi tới ngày 20 tháng 10 bắt đầu là cũng thích bạn kia. Sau rồi bắt đầu mua quà để đi tặng. Nhưng mà định làm cho bạn bất ngờ, mua quà xong rồi chạy đến cái đường đó, biết bạn ở đường đó nhưng mà không biết số nhà mấy hết. Nên là tới đó sẽ gọi điện. Xong hâm hở đem quà chạy tới con đường đó gọi điện, không ai bắt máy hết. Cuối cùng đi qua đi lại hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không tặng được món quà, đem về nhà tự xài luôn. May quá hôm đó là tặng đồ ăn cho nên mình có thể xài được. Vâng ạ, và thông qua kinh nghiệm đau thương sâu sắc của MC Quang Lộc thì mọi người có thể rút ra một kinh nghiệm cho mình là gọi điện trước khi qua nha mọi người. Và đặc biệt chúng ta sẽ lựa chọn những món quà nào đó ngày hôm nay, chú ý xem bạn gái nè, mẹ hay là chị gái gì đó, người phụ nữ của chúng ta hay vào Sen Đỏ coi những cái món quà gì, coi những cái món hàng gì thì chúng ta có thể lựa chọn những món quà phù hợp nhất để mà tặng cho người phụ nữ của mình nhân ngày 20 tháng 10 các bạn nhé. Và không biết là mọi người đã lựa chọn cho mình được những sản phẩm nào ưng ý trên Sen Đỏ chưa? Tại vì khi mà chúng ta lướt app của Sen Đỏ đó, bây giờ anh Quang Lộc chúng ta có thể mở ra để cho tất cả mọi người coi. Mọi người ơi, nếu mà ai á mà chúng ta chưa tải app của Sen Đỏ về thì hãy tải ngay đi mọi người ạ. Đây là việc phải làm hôm nay luôn để chúng ta có thể sở hữu rất là nhiều những cái mặt hàng nè. Mọi người có thể thấy là đồ gia dụng, mỹ phẩm, rồi thời trang, đồ công nghệ, rồi kem dưỡng da, rất rất nhiều thứ. Chỉ cần một cái search thôi là chúng ta đã ra quá nhiều sản phẩm để mình có thể lựa chọn rồi mọi người ạ. Đúng rồi, và các bạn ơi, các bạn nếu như mà với các bạn khán giả mà chúng ta đang theo dõi livestream trên Facebook của Sen Đỏ và chúng ta chưa có app Sen Đỏ thì chúng ta cũng hãy nhanh chóng tải app Sen Đỏ về để chúng ta có thể mua được những món đồ rất là hấp dẫn với những deal rất là nhiều phần trăm đang được giảm giá, cộng với những voucher mà chúng ta đã tung ra trong chương trình ngày hôm nay, 30k cũng như là 50k một lát nữa nếu mà đủ 5.000 tin thì các bạn nhớ nha, để chúng ta có thể mua được những món đồ hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Rất nhiều ưu đãi đúng không ạ? Cho nên các anh chị chúng ta hãy nán lại đây nha, vì ở phía cuối chương trình đó chúng ta có rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi nữa đang chờ đợi tất cả mọi người. Và những bạn nào mà chúng ta đã có app Sen Đỏ rồi thì chúng ta có thể mở ngay app Sen Đỏ của mình ra. Đây, chúng ta có thể kéo xuống và chúng ta phải nhìn thấy một chương trình ngay đây. Em là, chúng ta nhấp vào banner Em là để yêu, Điều là của em. Đây chính là chương trình đang diễn ra cực kỳ sôi nổi trên Sen Đỏ.
các bạn có thấy có rất là nhiều nguyên một màu hồng đây, yeah. Một màu hồng rất màu là hồng dễ thương, nữ tính, nhìn là biết dành cho phụ nữ rồi. Dạ, yeah, em là để yêu, điều là của em để xem có những điều gì nha. Chúng ta kéo xuống, chúng ta có thể thấy có rất là nhiều chương trình dành cho khách hàng của Sen Đỏ, như là hoàn tiền 50k nè, điều đồng giá nè, cũng như là giảm đến 50%, rất là nhiều ưu đãi dành cho khách hàng đang sử dụng app Sen Đỏ. Và đây, khi mà chúng ta kéo xuống, ngàn điều đồng giá, rất là nhiều chương trình. Wow. Và chúng ta có thể xem ở phần ngàn điều đồng giá, nhưng mà chúng ta đã diễn ra chương trình ngày hôm nay, đó chính là đồng giá 60k dành cho rất nhiều mặt hàng cho các bạn. Và nếu như mà ngày mai, ngày 19 tháng 10 thì đồng giá giảm xuống còn 40k. Và đặc biệt nhất vào ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, thì những sản phẩm đây sẽ còn đồng giá là 20k. Quá là ưu đãi luôn. Dạ, các bạn nhớ nha, trong ngày hôm nay thì chúng ta có thể mua hàng đồng giá 60k, ngày mai đồng giá 40k, và ngày 20 tháng 10 thì chỉ còn 20k mà thôi. Tin được không mọi người ơi, chỉ có 20k thôi. Một món đồ đồng giá là có một món quà để mình tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình rồi. Và đây, chúng ta có thể kéo xuống tiếp rất là nhiều. Chúng ta có thể thấy là rất nhiều sản phẩm đang được giảm giá. Ví dụ như đồ gia dụng nè, chúng ta có bộ sản phẩm thớt chậu rổ đa năng tiện lợi nè, những cái vật dụng mà để cho phụ nữ làm bếp, mọi người rất là thích đúng không? Rất là tiện dụng. Bộ để năm kệ để giày tiết kiệm diện tích nè. Đấy, rất là nhiều set 3 khăn Thái Lan màu hồng, cũng màu hồng rất là dễ thương nè. Rất là nhiều sản phẩm gia dụng. Hay như là chúng ta qua mặt hàng thời trang, đây có combo 2 áo 3 lỗ sọc cao cấp loại 1 free size nè. Rồi giày thể thao nữ nè. Đó, đồng hồ thời trang nữ. Rất là nhiều áo sơ mi trắng của Việt Nam xuất khẩu, rất là nhiều mặt hàng. Đa dạng như Quang Lộc đã chia sẻ đấy, từ gia dụng nè, đồ thời trang rất là nhiều. Và vào đây thì chắc chắn là sẽ lạc trong cái mê cung sản phẩm. Quá nhiều lựa chọn luôn. Và mọi người ơi, ngay lúc này thì nếu như mà anh chị nào á, chúng ta đang theo dõi livestream mà chúng ta quá nhiều sản phẩm đi, giữa quá nhiều sản phẩm chúng ta phân vân không biết lựa chọn sản phẩm nào, thì có thể comment ở bên dưới và Quang Lộc và Mina sẵn sàng tư vấn ngay tại chỗ luôn, và chúng ta nhấn và chúng ta đặt hàng tại chỗ luôn ạ. Được hết ạ. Và các bạn ơi, hồi nãy mà nếu như mà chúng ta đã lưu cái mã giảm 30k rồi thì chúng ta hãy giữ ở đó nha, bởi vì mã voucher này sẽ được kích hoạt vào lúc 8:15 ngày hôm nay, tức là chỉ còn khoảng gần một tiếng nữa thôi thì mã 30k voucher này sẽ được kích hoạt. Chúng ta hãy lưu lại ngay những cái mã mà nãy giờ xuất hiện trên góc phải màn hình các bạn nhé. Vâng ạ. Và không biết là từ nãy tới giờ là các anh chị chúng ta đã lướt app Sen Đỏ của chúng ta và lựa được cái sản phẩm nào chưa, thì chúng ta có thể bỏ vào giỏ hàng và đúng 8:15 ta sẽ sử dụng cái voucher giảm giá đó để sở hữu ngay cái món quà này thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Rất là nhiều bạn đây. Rất là nhiều bạn. Và với chương trình Em Là Để Yêu, Điều Là Của Em ngày hôm nay thì đặc biệt một hơn một chút là chúng ta có rất là nhiều những sản phẩm, những điều tốt siêu hấp dẫn dành cho chị em phụ nữ chúng ta. Cho nên các anh cũng như là các chị em phụ nữ chúng ta muốn sở hữu thêm cho mình những cái sản phẩm nào thì hãy cứ vô đây nha. Và các bạn, Quang Lộc thấy là các bạn Ngọc Linh hỏi là mã chưa áp dụng được, thì các bạn lưu ý là mã chúng ta sẽ được kích hoạt vào lúc 20:15 tối ngày hôm nay. Tức là bây giờ chúng ta hãy cứ lưu mã lại ở đó đi, và chúng ta sẽ chọn sẵn đơn hàng của mình nha. Một lát nữa vào lúc 8:15 khi mà chúng ta bấm mua hàng thì mã voucher này sẽ được kích hoạt, và lúc đó thì voucher 30k chúng ta sẽ sử dụng được. Dạ. Và Mina quan sát thấy là có một bạn Facebook là Bình Phan, bạn đang nhắn rất là nhiệt tình nha. Bạn đang nhắn là địa chỉ nè, số điện thoại nè, cụ thể luôn, và không biết là bạn đã lựa chọn dòng sản phẩm gì, thì bên nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn. Và cảm ơn bạn rất là nhiều. Ở sau chương trình còn vẫn là rất là nhiều những cái sản phẩm, cho nên hãy nán lại cùng chương trình nhé. Và bây giờ thì con sẽ chia sẻ tiếp với tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của chúng ta về một cái ưu đãi nữa mà Sen Đỏ dành riêng cho những khách hàng của mình, đó chính là hoàn tiền. Hoàn tiền mọi đơn hàng luôn. Yeah, tức là khi mà chúng ta shopping trên Sen Đỏ thì chúng ta sẽ được hoàn tiền. Hoàn tiền như thế nào? Thì chúng ta có thể vào phần đây, chúng ta có thể vào app Sen Đỏ và cũng vào phần hoàn tiền. Chúng ta có rất là nhiều mã hoàn tiền mà chúng ta có thể app sử dụng được trong ngày hôm nay. Đây, ví dụ như mã hoàn tiền là CB-T10. Chúng ta hiện đang còn lại 12.450 lượt,
rất là nhiều, cho nên các bạn hãy tranh thủ shopping và chúng ta có thể được hoàn tiền 10% tối đa là 30k. Yeah. Và hiện chúng ta đấy, như là Quang Lộc chia sẻ, chúng ta còn hơn 12.000 lượt hoàn tiền 10% tối đa 30k, nên là chúng ta hãy lưu lại mã là CB-T10 để chúng ta có thể sử dụng. Và đến nói tới sen đỏ là nói tới hoàn tiền mọi sản phẩm. Đây là một điều rất là đặc biệt với thương hiệu của chúng tôi. Có nghĩa là sao mà các bạn có thể mua và sử dụng cái phần trăm đó cho đơn hàng kế tiếp vẫn được giảm và chất lượng giữ như cũ luôn ạ. Rất hấp dẫn đúng không ạ? Khi mà chúng ta đã mua một đơn hàng rồi và chúng ta nhập mã hoàn tiền vào, thì sau khi chúng ta nhận hàng, chúng ta sẽ có được cái mã để mà hoàn tiền, thì chúng ta sẽ liên kết với tài khoản sen bay của mình. Và chúng ta sẽ nhận được mã hoàn tiền và chúng ta sử dụng cái khoản hoàn tiền đó để mua những cái sản phẩm khác tiếp theo, những đơn hàng tiếp theo trên sen đỏ, thì chúng ta sẽ được hoàn tiền đó. Vâng ạ, và ở đây thì Mina quan sát thấy có anh Nguyễn Đức Cảnh, anh đang ghi là 8:15 thì chương trình mới bắt đầu hả? Không phải anh ơi, hiện tại thì chương trình vẫn đang bắt đầu, nhưng mà vào lúc 8:15 tối nay á thì cái mã giảm giá của chúng tôi sẽ bắt đầu áp dụng được cho cái đơn hàng của anh, nên anh cứ canh tới đó nha. Bây giờ ngay từ lúc này mình lựa chọn sản phẩm là vừa rồi. Đúng rồi, chúng ta vẫn cứ theo dõi chương trình, lựa chọn những sản phẩm mà chúng ta dự định mua và chúng ta lưu cái mã lại để 8:15 chúng ta bấm thanh toán, bấm vào cái mã voucher 30k thì chúng ta sẽ được giảm ngay 30k sau khi mà chúng ta đã nhận được cái deal giảm giá của sen đỏ sẵn các bạn nha. Cho nên sẽ chúng ta rất là nhận được nhiều ưu đãi trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cách được hoàn tiền. Vâng ạ, cách được hoàn tiền thì thật ra rất là đơn giản như vậy. Đầu tiên thì nếu mà bạn nào á chúng ta chưa tải app sen đỏ về thì chúng ta có thể vào tải app sen đỏ về, sau đó chúng ta sẽ kết nối ví sen bay. Đây là cái tài khoản riêng của sen đỏ, các bạn sẽ sử dụng hết tất cả những chương trình ưu đãi này để mua sắm vào cái đơn hàng sau. Và chúng ta vào trang hoàn tiền, lấy mã hoàn tiền, và cái mã hồi nãy là CB-T10 thì các bạn hoàn tiền 10% tối đa 30k. Và bên cạnh đó chúng ta còn có mã hoàn tiền 20% này, tối đa 50k dành cho đơn hàng từ 200.000, mã là CB-H201. Chúng ta vẫn còn lại 19.722 lượt, rất nhiều lượt chúng ta vẫn có thể sử dụng từ bây giờ cho đến ngày 20/10 luôn. Vâng, quá trời deal luôn anh Quang Lộc ơi, quá là hấp dẫn rồi ạ. Cho nên mọi người chúng ta hãy cùng theo dõi cũng như là chọn sản phẩm đi. Và chúng ta chờ đợi thêm những cái ưu đãi mới để mình có thể mang về những cái món quà rất là đặc biệt này. Mà anh Lộc nè, thường thường em thấy đa số luôn, và có thể là với tất cả quý vị khán giả chúng ta đang theo dõi, là thường thường chúng ta hay tặng hoa đúng là rồi. Chính đúng không? Mình cứ nghĩ tới ngày lễ là mình phải tặng hoa. Thật ra hoa thì cũng có cái giá trị riêng của nó. Nhưng mà bây giờ ví dụ em ngồi mới suy nghĩ chứ, ví dụ như một cặp yêu nhau cầm 4 năm đi, không lẽ năm đầu hoa, năm sau hoa, năm nữa cũng hoa, sao nó nhiều hoa quá. Thôi bây giờ sao mình không thay đổi đi, mình thay đổi, mình hâm nóng, tại sao mình không tặng đồ công nghệ? Công nghệ hả? Yeah. Theo suy nghĩ của anh nha, tặng đồ công nghệ thì nó có vẻ là hơi khô khan quá không? Cứng rắn đó đúng không? Người phụ nữ sẽ nghĩ người đàn ông hơi khô khan một chút, thì người ta thường thích hoa để thấy nó cũng lãng mạn. Nhưng mà ở phía của những đứng mày râu suy nghĩ vậy thôi, nhưng phái yếu không hề nghĩ như vậy. Tại vì tại sao chúng ta không tặng những cái món quà rất là hữu ích như là đồ công nghệ nè, để chúng ta có thể thay đổi cũng như là những cái món quà đó luôn luôn đồng hành cùng cái người phụ nữ thân yêu của mình trong công việc, trong cuộc sống đúng không ạ? Thay đổi đi anh chị. Nhưng mà đồ công nghệ thì nó cũng bao la bát ngát rất là nhiều thứ. Ví dụ có thể tặng những cái gì thì hôm nay Mina có thể gợi ý được không nào, để cho biết đâu không chỉ Quang Lộc mà tất cả những người khác đang theo dõi chương trình của chúng ta cũng sẽ có được những cái gợi ý hay ho cho quà tặng công nghệ nhân dịp 20/10. Chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì sen đỏ cũng như là Mina đã có rất là nhiều những cái sản phẩm công nghệ để dành tặng cho tất cả mọi người. Đầu tiên, thường thường anh thấy con gái á có sử dụng điện thoại hay làm cái gì anh để ý á? Bây giờ chụp mình không hình có selfie. Đúng rồi. Đúng không? Là thấy con gái chụp hình selfie là nhiều nhất. Dung lượng tuy là không có xài cái gì nhiều hết các bạn à. App cũng xài không bao nhiêu, công việc cũng không bao nhiêu, bỏ lên lab hết. Nhưng riêng cái hình selfie là cực kỳ nhiều. Và một cái thông báo nhẹ nhẹ là hình selfie trong máy của em hiện tại là 18.800 mấy tấm hình rồi. Không biết chụp cái gì. Một góc mặt thôi chụp 10 kiểu đó là đầy bộ nhớ rồi. Nhưng mà thông thường á, ngoài selfie ra á thì tụi em còn có chút tám nhẹ nữa nè. Tám rất xác. Nhiều tám với người yêu nè đúng không? Nhẹ. Tám với cô bạn thân thì đúng không? Đúng rồi. Tình thật tám với mẹ này kia nữa đúng không? Rất là nhiều những mối quan hệ. Cho nên xài điện thoại nhiều thì sao ạ? Mau hết pin.
mà đâu phải lúc nào đi ngoài đường chúng ta cũng có thể sạc pin được. Vậy thì sao, ngày hôm nay Sen Đỏ mang tới một dòng sản phẩm, đó chính là pin sạc dự phòng Xiaomi Gen 2 2 cổng USB dành cho tất cả mọi người. Đây là món quà mà em nghĩ là thiết không thật. Đúng rồi, rất là thiết thực luôn. Và ai mà nhận món quà này là cảm thấy là anh là người rất là tinh tế đó. Nếu ví dụ tao mang ngày 18 đi, ví dụ tới ngày 19 lỡ anh tìm được người yêu thì sao? Đúng. Anh có anh thể sẽ mua. Lưu ý về một cái lựa chọn sạc dự phòng như thế này đúng không? Yeah. Cái này anh thấy là đúng là thời buổi bây giờ ai cũng cần luôn á. Nó rất là tiện dụng. Không chỉ con gái đâu. Và bây giờ để mọi người có thể hiểu rõ hơn nữa về cái dòng sản phẩm này thì Mina sẽ đập hộp tại chỗ cho mọi người cùng coi luôn. Đây, chúng ta có thể thấy nè. Bây giờ nhìn vào đi là thấy cái màu sắc. Cái màu này thường thường chúng ta xài thì chúng ta thấy là nó sẽ rất lâu để mới phải vệ sinh lại đúng không? Nè, cái màu rất là sang trọng luôn. Và cái ấn tượng đầu tiên á, chưa cần biết đến cái công dụng của nó tốt như thế nào thì cầm trên tay, nhỏ gọn như một chiếc điện thoại của mình thôi, đúng không ạ? Và với dung lượng rất là khủng nha. Tuy là rất nhỏ gọn nhưng dung lượng rất là khủng, lên đến 10.000 mAh/giờ luôn. Và hai USB của hai đầu ra như thế này nè mọi người, chúng ta có thể sạc cho hai thiết bị luôn. Giờ mình sạc xong bên cạnh mình, ví dụ đi em sạc anh xong ké. Đúng rồi, cho anh sạc ké đó, mình có thể tăng tính đàn ké đúng không ạ? Đó rồi, siêu nhỏ gọn luôn, nằm trong lòng bàn tay. Và chúng ta có thể sạc nhanh hai chiều luôn nha mọi người, cả pin chúng ta sạc vào và chúng ta vừa xả pin ra luôn. Cái này rất là hay nha mọi người, tại vì có nhiều loại khác á, chúng ta không thể nào vừa sạc mà vừa xả pin ra được, chúng ta phải đợi nó đầy, mà lúc đó điện thoại chúng ta đang còn á, thì nó rất là lâu và mất thời gian chờ đợi nếu chúng ta có công việc gì đó gấp gáp. Và một cái điều đặc biệt nữa là chúng ta sẽ sử dụng lõi pin. Đây là một điều chắc chắn rất là nhiều những khách hàng chúng ta quan tâm, đó chính là lõi pin đến từ thương hiệu LG và Panasonic. Đây là hai thương hiệu phải nói là hàng đầu rồi. Chúng ta sẽ rất là an toàn về chất lượng cũng như là độ an toàn của sản phẩm này nha. Cho nên cái sản phẩm này ngày hôm nay chúng ta sẽ được bán với mức giá ưu đãi rất là hấp dẫn. Vâng ạ, chúng ta cùng xem mức giá ưu đãi của sản phẩm này là bao nhiêu ạ? Và giá niêm yết là 500.000 đồng. Thì ngày hôm nay trong khung giờ livestream của chúng ta thì mức giá được giảm xuống chỉ còn 219.000 đồng. Tức là giảm hơn 50% lần đó các bạn ạ. Chất lượng như cũ nha các bạn, nhưng mà giảm tới 50% lần. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó đâu, nếu như mà chúng ta còn áp dụng mã voucher 30k một lát mà hồi nãy chúng ta đã ghi lại đó các bạn. Thì vào lúc 8:15 chúng ta mua cục sạc này, giá đã được giảm sẵn xuống chỉ còn 219.000, và chúng ta nhập mã voucher 30k vào thì chỉ còn 189.000 đó, với một cục sạc đa năng tiện dụng. Cục sạc này chúng ta có thể sạc khoảng 2 đến 3 lần cho điện thoại của mình. Thì chúng ta có thể mua bình thường 500.000, mà trong ngày hôm nay, trong khung giờ này thì chỉ còn lại 219.000. Và nếu chúng ta áp dụng mã voucher 30k thì chỉ còn 189.000 đồng, là coi như là giảm được 311.000 luôn đó. Wow, quá là hấp dẫn đúng không ạ? Vâng ạ, một sản phẩm tuyệt vời mà thiết thực như vậy thì Mina nghĩ là chị em phụ nữ nào mà nhận được thì chúng ta cũng rất vui vẻ hơn, không có chút nào cứng nhắc hết á. Và một qua Lộc thấy là nhiều người có vẻ lo lắng dạng như hàng giảm giá thì sẽ chất lượng như thế nào. Họ hơi lo lắng một chút, thì các bạn yên tâm nhé, trên Sen Đỏ những sản phẩm mà chúng tôi giảm giá đều là những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có chất thương lượng. Hiệu, chất lượng đảm bảo y chang như là hàng mua nguyên giá luôn. Và với sản phẩm này thì Mina cũng hy vọng là nếu có một ai đó đang coi livestream này cũng có thể gửi tặng mình trong ngày 20 tháng 10. Và trời, gợi ý tới đây luôn rồi đó mà không nhận được quà. Nhưng mà Mina nói xong về pin sạc dự phòng thì Quang Lộc nghĩ có một món quà công nghệ khác cũng tiện dụng và bị mê rồi quý vị. Hồi nãy là trời ơi, nói tặng đồ công nghệ là đúng rồi, lúc đầu mình nghĩ là cũng mê, nhưng mà mình nghĩ bây giờ mình thấy là hợp lý đúng không? Hợp lý rất là hợp lý, và đặc biệt là nó cũng tiện dụng nữa. Đó chính là tai nghe Bluetooth. Tai nghe Bluetooth. Đây là những bình thường nha Mina, thú thiệt đi ngoài đường nha, có thỉnh thoảng nghe điện thoại không? Thông thường thì khi mà em đang chờ đợi một cái cuộc gọi nào bất ngờ tới á, thì em mới để điện thoại ngoài. Là chúng ta đi ra ngoài đường á, các bạn hay đeo cái chống nắng á, xong nhét vô đây đó. Còn nếu không là em bỏ vô cốp xe luôn, tại vì bây giờ tình trạng ngoài đường nguy hiểm đúng không? Rồi, đúng, nhưng hiểm. Mà đôi em khi rất là sợ. Sẽ có những cái cuộc gọi quan trọng chúng đúng ta rồi, chờ đợi và chúng ta cần phải nghe, thì đi ngoài đường rút điện thoại ra nghe nguy hiểm không? Rất nguy hiểm.
đúng không? Rất là sợ. Ừ, vậy thì nếu như mà có tai nghe Bluetooth thì chúng ta chỉ cần cắm tai nghe vào, không cần lấy điện thoại ra. Thì điều đó thì giảm thiểu được, chúng ta vẫn có thể nghe được cuộc điện thoại quan trọng đó. Và chúng ta giảm thiểu đi cái sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh này. Và bên cạnh đó thì anh thấy là các bạn nữ như hồi nãy em nói đó, tám chuyện rất là nhiều, tám với người yêu, tám với bạn bè, mà mỗi lần tám như vậy thì đâu có ít đâu đúng không? Một tiếng đồng hồ trở lên. Không, nhẹ nhẹ tiếng rưỡi à. Đó, ừ, cầm một tiếng đồng hồ, cầm cái điện thoại như thế này, cũng mỏi tay, thì đúng không? Thật ra thì em chưa có biết sản phẩm này nhưng em chưa xài. Đó, ví dụ anh thấy nè, cầm về mỏi tay nè, xong rồi cầm nhiều á thì mấy cái đầu á, mấy cái chỗ mà cầm tiếp xúc với điện thoại nó cũng sẽ bị chai đi. Mà tay phụ nữ, tay ngọc, tay ngà mà làm sao để bị chai được, đúng không? Đó, tặng thêm cái tai nghe Bluetooth để bạn gái của mình nghe, gắn lên nghe, không cần phải cầm điện thoại, đỡ mỏi tay, đỡ chai tay. Người phụ nữ nào mà không rung động, đúng không? Em nghĩ là sau chương trình này đó anh em anh hiểu rồi đúng không? anh hiểu rồi đúng không anh? Không, hồi nãy là mình đánh bắt xa bờ rồi, bây giờ gần bờ đi. Anh sau chương trình này anh có thể đặt hàng đó, đó em sẽ nhắn thì... địa chỉ ha. Ok, và chúng ta thấy là đây chính là chiếc tai nghe Bluetooth mà Hoàng Lộc muốn giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay, rất là nhỏ gọn. Chúng ta sẽ cùng đập hộp luôn giống như Mina nhé. Đây. Không, mà em thấy cái hộp nó có cái nam châm mà anh bỏ vô nó hít vô luôn. Đúng rồi. Không có đây. Sợ rơi rớt luôn á. Và chúng ta sẽ cùng lấy ra đây. Mina sẽ có thể lấy đeo thử luôn, gắn lên tai. Vâng ạ, đây em sẽ review cho mọi người luôn. Cái này gắn sao nhỉ? Đó, đây đúng không? Đây đúng không anh? Dạ rồi. Đúng rồi. Đây là mọi người. Đây. Rồi chúng ta có thể gắn như vậy nè. Wow, nhìn nó cũng nhỏ gọn anh nhờ. Chúng ta đi ngoài đường thì chắc là em nghĩ là nó đỡ phải đeo dây phone á. Đúng rồi, dây phone thì nó cũng sẽ hơi vướng víu một chút, nhiều khi nó mắc vào cái này mắc cái kia. Ừ, mà cái tai phone này thì rất là nhỏ, chúng ta có thể đeo gọn ở bên tai và nó không hề rườm rà, nó không có cồng kềnh vậy đó. Yeah, chúng ta nhiều khi nếu mà nhìn không kỹ có thể nhìn tưởng tượng từ xa, nhìn cũng tưởng đâu là một cái hoa tai. Nếu mà nhìn từ xa còn nhìn kỹ thì đó là một cái phụ kiện chúng ta gắn lên tai, rất là nhỏ gọn. Và như những công dụng mà chúng ta đã nói đó, chúng ta có thể nghe điện thoại này, sẽ đỡ ngoài đường đỡ phải rút điện thoại ra. Nè mọi người ơi, thì... cái sản phẩm này nè mình có thể bỏ vào và nè, sẽ có nam châm hít vào cho mọi người luôn. Đây, trời em thấy rất là gọn. Và với tai nghe Bluetooth này thì chúng ta sẽ có một cái mức giá ưu đãi đặc biệt dành cho mọi người săn deal trên Sen Đỏ. Tai nghe Bluetooth Xiaomi Redmi AirDot đây, các bạn có thể thấy giá nguyên của sản phẩm này là 799.000 đồng. Và đặc biệt trong khung giờ live stream ngày hôm nay thì giá sản phẩm này được giảm xuống chỉ còn 299.000 đồng. Tức là chúng ta giảm tới 500.000 đồng. Quá nhiều một luôn á. Mức giảm cực kỳ khủng mà Sen Đỏ dành cho khách hàng của mình trong live stream ngày hôm nay. Hồi nãy sản phẩm trước là 300 mấy là em thấy là nhiều, đến giờ 500 luôn. Mà đừng quên nha, giảm 500 rồi chúng ta có cái mã giảm 30k nữa. Đó thì chúng ta áp dụng bắt đầu từ lúc 8:15, chúng ta nhập mã vào thì tức là chúng ta sản phẩm này chỉ còn là 269.000 đồng, tức là giảm được đến 530.000. Là không khi nào mà chúng ta có thể săn được mua được một cái sản phẩm tốt như thế này mà với giá cực kỳ rẻ như vậy. Anh Lộc ơi, em thấy có một anh Facebook là Tiến Thành đang réo gọi tên anh. À vậy hả? Tiến Thành có đang đọc comment không? Tiến Thành vào đây và nhớ là chúng ta hãy tìm những cái sản phẩm nào phù hợp để có thể mua và dành tặng cho bạn bè của mình nè, những người phụ nữ. Bởi vì 2 ngày nữa thôi là 20 tháng 10 rồi, chúng ta có thể tặng ngay từ hôm nay cũng được. Dạ. Và anh Minh Trương ơi, em thấy anh có hỏi là có mã không? Thì cái mã đơn hàng á thì sẽ nằm bên tay phải của cái live stream của mình nha. Và Lộc thấy có một bạn khán giả hỏi là tại sao được 5.000 tim rồi nhưng mà vẫn chưa có mã voucher 50k. Thì chúng ta hãy nhớ điều kiện để chúng ta có thể lấy được voucher 50k, đó chính là 5.000 tim trên Sen Live và 500 tim trên Facebook nữa các bạn nha. Chúng ta có hai nơi để chúng ta có thể tương tác với chương trình ngày hôm nay, đó chính là trên Sen Live và thứ hai là trên fanpage của Sen Đỏ. Và trên Sen Live thì chúng ta đã có 5.000 tim rồi nhưng mà còn trên Facebook chưa đủ, cho nên các bạn hãy tiếp tục share livestream từ fanpage Sen Đỏ về Facebook của mình hoặc vào các hội nhóm để cho nhiều người vào theo dõi chương trình và thả tim nhiều hơn, thì càng nhanh, càng nhiều người thả tim thì càng thời gian xuất hiện voucher sẽ càng sớm các bạn nhé.
Tại mọi người ngay lúc này thì chúng ta tích cực đi. Bây giờ trên Sen Line chúng ta đủ team rồi, nhưng mà bên Facebook chúng ta vẫn đang thiếu ít thôi. Cho nên mọi người tích cực share nè, rồi kêu gọi bạn bè mình, hội nhóm mình share để cho thả team, cũng như là chúng ta đầy đủ để nhận được cái voucher này nha. 50k. Yeah. Và có thể thấy là ngày hôm nay rất nhiều, rất nhiều ưu đãi dành cho khách hàng của Sen Đỏ. Từ nãy giờ như là giảm giá lên đến hơn 50% nè, rồi chương trình hoàn tiền nè, rồi chúng ta còn có cả voucher 30k, 50k để dành tặng cho những khách hàng ngày hôm nay theo dõi livestream của Sen Đỏ. Dạ. Và vừa rồi thì chúng ta đã có sạc dự phòng rồi nè, rồi chúng ta có tai nghe Bluetooth rồi. Thì không biết là sắp tới sẽ là sản phẩm gì đây, không biết mọi người đang chờ đợi sản phẩm gì nha. À, có bạn Thi Phan nè đang đợi xem đồng hồ. Cái này Mina cũng đợi luôn, Mina cũng tính đồ ở đồng hồ đó nha. Đây, chúng ta rất là nhiều sản phẩm ngày hôm nay có mặt trên bàn của chương trình của chúng ta, cho nên là các bạn khán giả đang rất là háo hức để chúng ta có thể review hết các sản phẩm này. Và các bạn ơi, chúng ta hãy theo dõi chương trình nha, đừng đi đâu cả, và đặc biệt là nhớ share chương trình của chúng ta vào nhiều nơi hơn nữa, các hội nhóm Facebook này kia, để cho mọi người có thể cùng vào và thả tim với tất cả chúng ta. Và có một số những bạn khán giả là chúng ta vô sau á, thì Mina sẽ xin được nhắc lại, đó chính là sản phẩm sạc dự phòng Xiaomi nè, chúng ta được giảm tới 311.000, còn sản phẩm tai nghe Bluetooth nè giảm tới 500.000 luôn đó mọi người ơi, tích cực lên nào. Và rất là nhiều bạn ngày hôm nay đã vào chương trình rồi, mà mọi người ráng đợi một chút xíu nữa thôi, bởi vì bây giờ cũng là 8:25 rồi, và vào lúc 8:15 thì mã voucher 30k sẽ được áp dụng mọi người nhớ nhé. Bây giờ chúng ta thích sản phẩm gì thì hãy lưu lại, chọn sẵn đi, rồi đợi đến 8:15 bấm thanh toán áp dụng mã voucher 30k. Vâng ạ. Và từ nãy đến giờ thì chúng ta đã nhận được một mã giảm giá rồi, chỉ còn một mã giảm giá nữa thôi, mọi người cố gắng chờ đợi nha. Vâng ạ, chúng ta có thể thấy là với 6.000 team rồi, nhưng mà đây là chỉ áp dụng bên Sen Line thôi, còn bên Facebook chúng ta vẫn còn thiếu một ít thôi, cho mọi người kêu gọi đi, kêu gọi hội chị em phụ nữ hay là chị em bạn gì của mình gì đó vào chúng ta thả tim thêm đi, để nhận nhanh cái voucher này đi, chứ sản phẩm còn quá nhiều luôn. Có một bạn khán giả đang theo dõi trên Sen Line có một cái comment rất là vui như thế này đây, bạn Đạt Nguyễn nè: mua cho phụ nữ thôi, không mua cho con gái, vì phụ nữ với con gái khác nhau hoàn toàn. Mina có đồng ý không? Bởi vì bạn nói là ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam đó, cho nên bạn mua cho những ai đã là phụ nữ thôi, còn con gái là không được quà. Nhưng mà bạn Đạt Nguyễn ơi, thôi thì mình người ta nói là phụ nữ là để yêu mà, thì con gái cũng là phái yếu mà, thì con gái cũng là để yêu, để chiều, thì chúng ta cũng sinh ra là yếu rồi đó. Thôi chúng ta cũng hãy mua một phần quà nữa thì cũng không có tốn kém bao nhiêu cả. Và đặc biệt như nãy giờ chúng tôi chia sẻ là trên Sen Đỏ những sản phẩm giảm giá cực mạnh, rất kinh tế mấy anh ạ. Rồi chúng ta có thêm những voucher 30k, 50k dành tặng cho mọi người. Và sau khi mua chúng ta lại được hoàn tiền nữa, 10% hoặc 20% tùy vào đơn hàng chúng ta mua, tùy vào mã chúng ta nhập. Cho nên rất nhiều ưu đãi khủng dành cho tất cả mọi người khi mà chúng ta mua hàng trên Sen Đỏ. Cho nên mọi người đừng ngần ngại về việc đó nha. Mà thông thường á, mọi người cứ nghĩ là vào ngày phụ nữ đi, ngày 20 tháng 10 đi, là mình chỉ thắc mắc là mình mua quà cho người yêu thôi. Nhưng mà thực tế có rất là nhiều những người phụ nữ bên cạnh mình nè, như là đồng nghiệp mình đó anh ha, em nè, đồng nghiệp hoặc là mẹ của mình hay là dì của mình, cô của mình, tất cả những người phụ nữ nào đó có ý nghĩa trong cuộc đời mình đều có thể mua tặng hết luôn. Rồi, nãy giờ thì chúng ta đã đập hộp hai sản phẩm đó, chính là pin sạc dự phòng và tai nghe Bluetooth. Thì chúng ta trên bàn qua Lộc thấy là còn một cái hộp nó bự, nó to to và nó màu, đúng rồi, màu của phụ nữ, màu hồng. Thì tại sao chúng ta không đập hộp này luôn nhỉ Mina? Đây, em rất là đang nóng lòng đây. Và chúng ta có thể thấy đây chính là chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại siêu phẩm Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Chúng ta có thể thấy đây chính là chiếc điện thoại còn nguyên hộp. Và bây giờ thì nhường cho Mina xem như tưởng tượng đây là quà 20 tháng 10 của em. Bây giờ em đập hộp xem thử chiếc điện thoại này có gì đặc biệt nào. Đầu tiên á, khi mà nếu mà nhận được món quà này nha, thì bây giờ là Mina với Quang Lộc đang review cho các bạn chọn quà cho người phụ nữ của mình mà. Thì Mina sẽ nói cái cảm nhận của mình ngay khi mình cầm cái hộp trên tay thôi. Nhìn cái màu đỏ thôi, cái màu hồng thôi là thấy mê rồi. Chưa cần biết ở bên trong là như thế nào nữa, bây giờ sẽ đập hộp luôn để cho mọi người có thể thấy luôn. Rồi. Háo hức quá.
Redmi Note 8 Pro. Yeah. Đây mọi người ơi. Em cũng rung lắm anh ơi. Các bạn hãy cùng theo dõi quá trình chưa nha mọi của Mina nha mọi người. Mở cái hộp ra vẫn chưa nha mọi người. Vẫn là màu trắng. Rồi, chúng ta sẽ có một cái nút như vậy, lật nhẹ lên, bỏ yeah. qua một bên. Bỏ vào đây. Đây là chúng ta chống sốc nè mọi người. Đây. Yeah. Ở dưới này từ từ, nhân vật chính để đó. À, VDS xuất hiện cuối cùng đúng không? Đúng rồi, VDS xuất hiện cuối cùng. Đây, chúng ta có thể thấy nè, dây sạc, cổng sạc. Rồi, đây là cổng kết nối. Rất là gọn gàng như vậy. Đẹp đúng không? Và xin nhắc lại, đây là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB, RAM 6GB. Và chúng ta có thể thấy là với chiếc điện thoại này á, thì ấn tượng ban đầu cầm lên á, Mina cảm thấy được nó được thiết kế nè, vát cong 3D nè, rất là gọn tay. Vậy thường chị em phụ nữ mình hay bị tuột á, cầm điện thoại hay bị tuột xuống, thì đây nè, với những cái cạnh vát cong như vậy nó vừa thời trang nha các bạn, mà đã vậy á nó còn cầm rất là chắc chắn nữa, đảm bảo an toàn cho mình luôn. Mina hãy cầm thẳng lên và xoay một vòng cho mọi người, chúng ta đây có thể quan sát kỹ hơn chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 này. Slow motion nha mọi người. Em quay chậm hết mọi mất người rồi. Hãy nhìn nha, đó, rất là sang. Đây ạ, đó. Thiết kế cực kỳ nổi bật, thời trang và sành điệu. Chúng ta có thể thấy đây là một chiếc điện thoại với công nghệ tiên tiến. Bây giờ tiên tiến như thế nào thì Mina sẽ tiếp tục review cho mọi người đi nè. Và chúng ta có thể thấy nè, mặt trước là các bạn có thể thấy là đây là màn hình tràn luôn, cho nên cảm thấy rất là sang trọng. Và mình coi phim, mình coi YouTube hay là mình coi livestream của Sen Đỏ đi. Thì nhìn rất là rõ, rõ luôn hơn. Rõ nét, rõ, sắc nét. Rõ người livestream mà đúng cũng rồi, rõ cả đúng sản rồi. Phẩm nữa. Đúng rồi. Và ở đằng sau này chúng ta có thể thấy là đây là một á, trong những cái chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới của dòng smartphone sở hữu camera với độ phân giải lên tới 64 megapixel. Nè, 4 camera sau luôn. Hỗ trợ đặc biệt cho các chị em selfie đăng hình sống ảo luôn. Rất là nhiều ạ. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng ta có thể thấy là ở mặt sau á nha, nó không chỉ riêng một màu nha các bạn nữ. Chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể những cái màu ánh kim rất là đẹp như ngọc trai. Ánh đèn chiếu vào thì mọi người ánh đèn chiếu vào thì mọi người thấy là trên cái mặt sau nó có rất là nhiều màu. Và mọi người thấy đây, một chiếc điện thoại nha có đến 4 cái camera, và các 4 cái camera được sắp xếp thành một hàng dọc ở mặt sau rất là gọn gàng, rất là đẹp, rất là tinh tế. Một cái là thấy chụp hình sống ảo tốt rồi, và bây giờ bốn cái đó là mà camera sau thôi nha, vẫn có camera trước rồi camera sau, bốn cái như vậy nè, coi mọi như người là có chụp thể tự tha tưởng hồ tượng. Chụp mình, chụp bạn, chụp cảnh, chụp đi du lịch là coi như là thoải mái luôn. Đúng rồi, 64 megapixel mà rất là lớn luôn á. Và đặc biệt là chiếc điện thoại này cấu hình rất là xịn, pin pin khủng nha, xài được rất là lâu mà thời gian sạc lại rất là nhanh. Vâng ạ, chúng ta có thể thấy nè, với cái thiết kế như vậy, camera như vậy, và trong chương trình ngày hôm nay thì không biết là siêu phẩm này chúng ta sẽ được bán với mức giá là bao nhiêu đây. Chúng ta hãy cùng nhau hồi hộp chờ đợi đi ạ. Một dòng siêu phẩm của Xiaomi. Vâng ạ, chiếc điện thoại này với mức giá niêm yết là 5.500.000 đồng. Và ngày hôm nay trong chương trình á, đặc biệt nữa, không chỉ riêng chiếc điện thoại này đâu, mà khi các anh cũng như là các chị đặt chiếc điện thoại này, chúng ta còn được tặng một combo luôn. Điện thoại nè, ốp lưng, kính cường lực, bảo vệ từ A tới Z luôn cho mọi người luôn, với mức giá chỉ là 4.840.000 đồng, giảm thẳng 12% luôn ạ. Và là... đặc biệt là chúng ta có thể với chiếc điện thoại này chúng ta còn có thể mua trả góp nha các bạn, trả góp lãi suất 0% chỉ với 806.000 đồng một tháng. Và mọi người nhớ nha, đây là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB, RAM 6GB. Và khi mà chúng ta mua chiếc điện thoại này trên Sen Đỏ thì chúng ta sẽ còn được tặng quà, đó chính là ốp lưng và kính cường lực. Đặc biệt với mức giá từ 5.500.000 đồng, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta giảm xuống chỉ còn 4.790.000 đồng, là 12% đó quý vị. Chưa kể mà mình ngồi á, mình coi là giảm được khoảng gần 700.000, hơn 700.000. 12% là quá đúng nhiều rồi đó. Và chúng ta còn có thể trả góp nữa, rất là dễ. Nếu mà hiện tại chúng ta chưa đủ tiền để mua nguyên một chiếc thì chúng ta vẫn có thể mua trả góp và lãi suất 0%. Một tháng chỉ trả có 806.000 đồng thôi các bạn. Và đặc biệt là chiếc điện thoại này vẫn có bảo hành 12 tháng nha mọi người. Đây vẫn là hàng chính hãng và chất lượng được đảm bảo, bảo hành 12 tháng. Đây. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và mọi người chúng ta cũng có thể đặt mua ngay trong livestream này nha mọi người ơi. Chúng ta có thể comment và chúng ta sẽ có một cái đây,
chúng ta sẽ thấy có một cái biểu tượng giỏ hàng của sen đỏ ở ngay góc trái của livestream, thì chúng ta có thể bấm vào đó để chọn cho mình những cái mặt hàng mà chúng ta yêu thích. Và nếu mà chúng ta có thể chọn chiếc điện thoại này, và một lát nữa vào lúc 8:15 chúng ta nhập thêm cái mã voucher giảm 30k nữa. Đó, thì chúng ta được giảm 30k. Hoặc một lát nữa nếu mà đủ 500 team trên Facebook, chúng ta lại xuất hiện mã voucher 50k nữa các bạn ạ. Giảm rất là nhiều đúng không ạ? Cho nên ngay lúc này thì nếu mà anh nào chúng ta muốn đặt về cho mình cái dòng sản phẩm này để tặng cho những người phụ nữ của mình thì bỏ vào giỏ hàng đi ạ. Tới cái khung giờ nào mà chúng ta áp dụng cái mã voucher giảm giá thì mình chỉ cần tích vô và mình đặt hàng thôi. Rất là hấp dẫn luôn. Và tưởng tượng đi, một ngày 20 tháng 10 nhận được một hộp quà, mở ra là một chiếc điện thoại smartphone màu hường cái hộp. Và đây rất sang trọng, có 4 camera luôn. Tha hồ chụp hình, tha hồ tán chuyện. Em khoái cái đó đó, 4 camera đó. Pin khủng, rất là nhiều tính năng mà chúng ta hãy đặt hàng ngay trong livestream này nha các bạn, để chúng ta có thể được giảm giá 12% và đặc biệt còn có thể áp dụng những mã voucher 30k hoặc 50k mà chúng ta có thể một lát nữa xuất hiện và chúng ta sẽ note lại. 30k sẽ áp dụng bắt đầu từ lúc 8:15 các bạn nhớ nha. Wow, Mina có thể thấy là trên livestream chúng ta có một bạn Thi Phan, bạn có comment là đang ế chổng gọng thì mua gì đây ta. Không, thật ra thì hai con người ngồi đây tuy tư vấn để cho các cặp đôi có thể dễ kết nối với nhau hơn, nhưng hai con người này cũng ế bạn ơi. Nhưng mà không sao cả. Nhưng mà với cái câu hỏi của bạn thì anh cũng có một cái suy nghĩ. Tức là khi mà chúng ta ế làm sao để hết ế đúng không? Thì một trong những cái điều mà chúng ta có thể làm dễ nhất, đơn giản nhất, đó chính là làm chúng ta đẹp lên. Đúng không? Khi mà chúng ta đẹp không lên hút thêm đối tượng. Đúng, càng có nhiều người để ý đến chúng ta thì khả năng chúng ta thoát ế cũng sẽ cao hơn. Vâng ạ, nhưng mà với những người phụ nữ nè, chưa cần bàn tới cái việc mà chúng ta có ế hay không ế, hay là chúng ta có người yêu hay không, duyên chưa tới hay gì đó chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể, vào ngày phụ nữ mà, ngày phụ nữ là ngày của mình hoàn toàn có thể đặt mua với chương trình ưu đãi quá trời như vậy. Mình đặt mua để mình tự thưởng cho bản thân của mình thôi, để lấy động lực làm việc tiếp. Mà chúng ta có thể làm đẹp cho chúng ta về bên ngoài bằng rất là nhiều cách. Ví dụ như là mua một chiếc váy xinh mới nè, mua một màu son mới nè, rất là nhiều thứ về thời trang, về mỹ phẩm để chúng ta có thể làm cho mình đẹp lên, không chỉ trong ngày 20 tháng 10 mà những ngày khác cũng vậy các bạn nữ nha. Anh ơi, nhắc tới váy em mới nhớ. Sao nè? Và mọi người ơi, đây là một sản phẩm của Sen Đỏ luôn. Và Mina đã là chiếc váy em đang mặc á hả? Đúng, là biết ngày hôm nay đi livestream đặt lên Sen Đỏ đặt mua rồi, trước. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ra là cũng đó, tranh thủ em để quá, dành, em để dành luôn. Nói chung là Mina là một người review có tâm nhất hệ mặt trời luôn. Mặc sản phẩm lên để cho mọi người có thể thấy luôn. Bởi vì chăm nghe không bằng mắt thấy đúng không? Mình có thể trực tiếp mặc lên cảm nhận nè. Đây là sản phẩm đầm cổ lực phụ kiện Gumax, là chúng ta có giá là 495.000 đồng, là giá niêm yết nha. Và ngày hôm nay trong buổi livestream này, nếu các bạn đặt thì giá chỉ còn 248.000 đồng thôi. Anh nghĩ là em phải đứng lên xoay một em vòng đang cho mọi như người đây. Đó có thể theo dõi được đây, cái mọi đầm người có thể thấy à. Đây một chiếc đầm như vậy, thì với cái chiều dài của chiếc đầm này á, chúng ta có cái lớp xếp ly thì chúng ta sẽ che giấu được cái vòng hai. Nếu mà lỡ như mà bạn nữ nào chúng ta có không thon thả chẳng hạn đi, thì chúng ta hoàn toàn có thể che giấu được bằng những cái lớp xếp ly rất là tinh tế như vậy nè. Ở đây nó có một cái nếp cắt nha mọi người. Mọi người có thể hoàn toàn mặc được chiếc đầm này đi dạo phố nè. Chúng ta đi dạo phố, đi làm việc công sở, bởi vì nó không có quá hở hang, chúng ta có thể hoàn toàn mặc đi làm việc hoặc là đi gặp khách hàng, đối tác, đi chơi. Một buổi tiệc nhẹ nhẹ cũng được, cũng rất mình là phù hợp. Mình phối phụ kiện, vô là được thôi. Thứ nhất là cảm giác là cái đầm này nó mang đến một cái sự thanh lịch, cái sự dịu dàng. Ngày hôm nay nhìn Mina rất sang chảnh nữa nha. Rất là dễ thương. Vâng, với chiếc đầm này thì nếu mà chúng ta mua trong chương trình livestream, trong khung giờ livestream của Sen Đỏ ngày hôm nay thì chỉ có là 248.000 đồng. Quy ra chắc khoảng 4-5 ly trà sữa. Và chúng ta nếu mà 4 ly trà sữa mua một chiếc đầm này mặc có thể gây ấn tượng với người đối diện, có nhưng thể làm cho một người ấn tượng đó, hơn anh. Còn được giảm nữa nếu mình áp dụng cái mã voucher nữa. Đúng đó. Rồi đó, nếu mà giảm thêm 30k nữa thì chỉ còn có 218k. Càng rẻ, ôi quá, quá rẻ luôn, luôn. Một chiếc đầm có thương hiệu đàng hoàng, chỉ rất bằng là xinh giá đẹp. Một cái áo phông thôi đó nè. Mọi người có thể thấy là khi mà Mina mặc lên á thì đầu tiên là cảm thấy là
rất là mát mẻ. Và đặc biệt có hai chiếc túi hai bên như vậy nè. Tuy là túi nhưng mà không có may lộ ra bên ngoài nha mọi người. Giống như một cái đường cắt vậy thôi, mình hoàn toàn có thể bỏ chiếc điện thoại Xiaomi nếu ai tặng mình vô đây. Hoặc là mình bỏ phụ kiện, son, phấn gì đó, mình chẳng cần phải mang theo giỏ sách hay cái gì hết. Còn đặc biệt là mình sẽ có một cái phụ kiện là cái nút ngọc chai này, các bạn có thể đính thêm vào, giống như làm tôn vinh thêm cái sản phẩm của mình. Rất là nhẹ nhàng, thanh lịch. Các bạn nói là ê, cái đầm này ngon nè, nếu mà ngon thì nhớ canh mua trong khung giờ livestream của Sen Đỏ ngay nha, để chúng ta có thể hưởng được mức ưu đãi chỉ còn 248.000, và một lát nữa áp dụng thêm cái voucher 30k nữa thì chỉ còn có 218.000 thôi. Cực kỳ rẻ mà chúng ta có thể mua được một chiếc đầm rất là xinh xắn, và chắc chắn chiếc đầm này sẽ giúp bạn thoát ế một phần nào đấy. Đa năng nữa, tại mặt đi đâu cũng được luôn, em thấy mặc đi đâu cũng phù hợp hết á. Rồi tiếp theo bên cạnh quần áo rồi thì chúng ta có thể làm đẹp thêm cho mình về nhan sắc, đúng không? Nhan sắc bằng cách là mua mỹ phẩm. Mọi người ơi, trước khi mà chúng ta tới với cái sản phẩm tiếp theo á, thì mọi người nhớ chúng ta like nè, share nè, comment, đặc biệt là thả tim khí thế lên để chúng ta có thể đạt đủ lượng tim để chúng ta có thể nhận về những cái voucher rất là hấp dẫn ngày hôm nay nha. Nhiệt tình đó mọi người. Các bạn ơi, mặc dù trên Sen Live của chúng ta thì đã đủ số tim rồi, nhưng mà trên Facebook thì vẫn còn đang thiếu, cho nên là chúng ta hãy cùng kêu gọi bạn bè của mình vào fanpage của Sen Đỏ để tương tác với chương trình livestream đang diễn ra trên fanpage của Sen Đỏ các bạn nha. Chúng ta có thể share về Facebook về tường của nhà mình, hoặc là share vào các hội nhóm để càng nhiều người biết đến chương trình livestream của Sen Đỏ, cùng vào xem với chúng ta, cùng săn deal, cùng thả tim. Thì khi mà đạt 500 tim trên Facebook thôi thì chúng ta sẽ tung ngay mã voucher giảm giá 50k nha. Ví dụ như chiếc đầm này hồi nãy đâu có 248k mà giảm được 50k là chỉ còn có 198k, chưa tới 200.000 mua được một cái đầm. Hiểu. Quá là hấp dẫn luôn. Cái đầm rất là thoải mái như vậy. Mọi người ơi, nhớ thả tim nha, nhớ thả tim thật là nhiệt tình đấy mọi người. Đây, Quang Lộc cũng phụ các bạn thả tim một ít để mình cũng được xuất hiện cái mã voucher 50k. Mình em cũng thả luôn. Yeah. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cái sản phẩm mà chúng ta có thể làm cho da mặt mình đẹp hơn, sáng hơn, mịn màng hơn. Cái này Mina rành hơn, Mina hãy nói đi nè. Và mọi người biết rồi đó, thì bên cạnh những cái sản phẩm về công nghệ cũng như là những cái đồ tiện dụng như là cục sạc, dự phòng hồi nãy Quang Lộc với Mina giới thiệu rồi, thì một điều mà Mina chắc chắn là khi chị em phụ nữ nào mà nhận cái món quà này trong ngày 20 tháng 10 á, không có ai là từ chối và cũng không có ai là cảm thấy không có vui, không có happy về điều này hết á. Đó chính là gì? Mỹ phẩm dưỡng da. Đó, bởi vì với chị em phụ nữ mà nói thì nhan sắc là một cái gì đó mà phải nói là dù có tiêu tốn bao nhiêu hay là nhận bao nhiêu cũng không thấy đủ luôn. Cho nên các anh cứ mạnh dạn chọn sản phẩm này đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kem dưỡng da đầu tiên, đó là kem dưỡng trắng da Olay. Và nói về Olay thì chúng ta biết rồi, một thương hiệu nổi tiếng hơn 50 năm rồi quý vị à. Và cái điều này cũng chẳng cần nói quá nhiều, nhắc tới tên thương hiệu Olay là mọi người đã biết ngay. Một dòng sản phẩm rất là nhiều những cái người nổi tiếng xài này, thấy rất là nhiều người nổi tiếng xài sản phẩm này, quảng cáo rất là nhiều trên TV. Và có thể nói đây là một thương hiệu mà hầu như bạn gái nào cũng muốn có ít nhất một hũ kem dành cho mình để mà tối có thể đắp sức lên trên da đẹp hơn. Đây, lại một sản phẩm màu hường nữa mọi người ơi. Và chúng ta sẽ cùng đến với một combo. Đây là dòng sản phẩm Olay, chúng ta có hai dòng là ban ngày và ban đêm nha mọi người. Cái hộp màu hồng là ban ngày, còn cái hộp màu vàng là ban đêm. Đây là dòng kem dưỡng da Olay Natural White 50g nha mọi người. 50g là xài khá là, theo Mina, cái hộp mà 50g thì xài chắc cũng phải được hơn 3 tháng đó. Tại một lần mình chấm rất là ít luôn. Đây là dòng ban ngày nha. Thì với cái dòng kem ban ngày á, thì chúng ta sẽ có một cái điều đặc biệt hơn cái dòng sản phẩm ban đêm là chúng ta sẽ có chống nắng nữa, để phòng cho mọi người chúng ta ra đường nè, chúng ta đi làm nè, chúng ta không kịp mà thoa kem chống nắng chẳng hạn, chúng ta sợ bắt nắng, nhưng mà với dòng sản phẩm Olay này chúng tôi đã có kem chống nắng sẵn trong này rồi, cho mọi người hoàn toàn có thể không lo việc bắt nắng nha mọi người. Và anh Quang Lộc, với anh Quang Lộc có thể chia sẻ một chút về cái dòng sản phẩm này không? Tức là anh thấy là khi mà sử dụng, chúng ta sử dụng thường xuyên nha, thì những người mà sử dụng thường xuyên chắc chắn là da mình sẽ cảm thấy là nó mịn hơn. Thứ nhất là nó mịn hơn, se khít lỗ chân lông lại. Thứ hai là da nó sẽ sáng hơn.
bởi vì nó có rất là nhiều tinh chất vitamin làm trắng, bên cạnh đó nó còn có yếu tố chất chống nắng như Mina vừa chia sẻ nữa, cho nên nó cũng bảo vệ da rất là nhiều trước tác hại của tia cực tím. Thì với rất là nhiều dưỡng chất như vậy thì khi mà chúng ta xài thường xuyên chắc hẳn là chúng ta sẽ có một cái làn da tươi hồng rạng rỡ hơn, mà cái điều này thì hầu như là bạn gái nào cũng mong muốn cả. Và với dòng sản phẩm Olay ban ngày nè, chúng ta có thể cung cấp cho mình vitamin E nè, vitamin B3 rồi B5, tất cả những cái chất đó có thể giúp cho chúng ta có thể một làn da thật là trắng sáng vượt trội. Và đặc biệt với dòng kem Olay ban ngày này thì có thể giúp cho mọi người xóa mờ bớt những cái vết mà đốm tàn nhang đó mọi người, đặc biệt luôn tàn nhang với lại mấy cái vết mà thâm nám đó. Bây giờ Mina nói rồi mọi người nghe rồi, nhưng mà hồi nãy Mina nói đấy, trăm nghe không bằng một thấy thôi, bây giờ Mina mở hộp xài luôn cho mọi người thấy rồi, cảm nhận của mình luôn như thế nào. Đúng, mình đập mình hộp, được đập hộp quá nhiều luôn phẩm này, cho nên là chúng ta thử luôn rồi, còn okay. Cái gì trên bàn chúng ta thử hết. Đây là kem ban ngày. Đầu tiên mở kem ra thì phụ nữ chúng ta khi mà mở kem ra thì đầu tiên tuy biết là xài tốt nhưng mà cái mùi khó chịu là cũng không thích. Thì Mina sẽ đúng rồi, chính xác, hít nhẹ giống như nước hoa vậy đó, một cái mùi rất là dịu nhẹ nha quý vị. Đây, chúng ta sẽ bôi lên tay để có thể test cho mọi người thấy và cảm giác rồi. Như thế nào, nhìn một cái hộp kem, cái này phải để cho nó thẩm thấu vô thì mới white. Thẩm thấu vô đã có UV protection này, bảo vệ da của mình trước tia cực tím. Whitening cream. Đầu tiên á, thì nếu mà nói về công dụng mà nói liền á, thì thực tế là Mina sẽ chưa cảm nhận được nhiều đâu. Tại vì thực tế Mina cũng xài sản phẩm của thương hiệu Olay, nhưng mà không có xài cái dòng sản phẩm này. Vì đây là một dòng sản phẩm mới, cho nên chúng ta chắc chắn là Mina sẽ thử thôi. Tại vì cái mức giá quá ưu đãi rồi, cho nên mọi người ơi, chúng ta hãy ở lại và cùng theo dõi thêm về livestream này nha. Thì ban đầu nè, mọi người có thể thấy nè, mọi người bôi lên á, làn da mình á sẽ cảm thấy đầu tiên là hơi nâng tông một xíu, và cái những cái vết dầu á, em cảm giác như là nó được khô ráo hơn, giống như là... một cái lớp trang điểm nhẹ, nó mềm nhẹ vậy đó. Tức là anh cảm thấy có một số người khi mà họ sử dụng mỹ phẩm họ cảm giác không thoải mái vì đúng nó rồi, hơi đúng rít, rồi, đóng dầu, tại vì rít, cái rít khó chịu, cảm giác như cái da mình nó cứ có một cái lớp nhờn, gì đó nhờn, bóng dầu, đúng rồi. Nhưng mà em xức cái này thì em có cảm giác cái điều đó không? Em cảm thấy nó rất là khô luôn, nó khô thoáng nè. Mọi người rờ lên, mọi người có thể thấy là nó rất là láng mịn, anh rờ thử luôn đi. Đó, cho anh review luôn. Các bạn ơi, khi mà chúng ta tặng cho phụ nữ mỹ phẩm thì thứ nhất, nếu mà chúng ta và nói mỹ phẩm thì rất là nhiều loại, mà nếu mà chúng ta yên tâm nhất thì chúng ta hãy chọn một cái mỹ phẩm nào đó có thương hiệu, đúng rồi, rõ ràng, uy tín, uy tín, thì Olay chính là một cái thương hiệu như vậy. Và chúng ta có thể mua combo của Olay kem dưỡng trắng ngày và đêm. Tại vì trên Sen Đỏ thì chúng ta không chỉ có giá đặc biệt mà còn có thường có rất là nhiều cái quà tặng kèm theo cho khách hàng mua nữa. Và với cái combo Olay ngày và đêm này thì chúng ta sẽ được tặng kèm một cái băng đồ tay thỏ. Đâu, đây. Mình cho mọi người xem. Rất là thiết thật luôn mọi người nha. Bởi vì á, đây là một chiếc băng đồ, gọi là một cái chợ thủ làm đẹp cho tất cả chị em chúng ta. Một cái băng đồ như vậy, chúng ta có cái nếp thun ở bên ngoài như vậy nè mọi người. Đó, buổi tối là đeo cái băng đô lên. Đúng rồi. Rất là dễ không, thương. Không, tối nào em cũng đeo lên. Xong rồi đó. Đi bôi kem lên, tại dưỡng mình da sợ ban đêm. Dính vào tóc đó, nè. Xong rồi dùng chiếc điện thoại Xiaomi này đó, selfie một kiểu. 4 camera. Up lên Facebook. Đó, 1.000 like nha các bạn. Đó. 1.000 like rất dễ dàng với cái combo sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay. Và mọi người nhớ ở lại tiếp tục theo dõi chương trình nha. Bởi vì Quang Lộc biết rằng chúng ta đã sắp đạt đến mốc để chúng ta có thể xuất hiện voucher 50k rồi các bạn ơi. 50k chúng ta tiết kiệm được rất nhiều đấy. Vâng, quay trở lại với combo rồi, này thì quay chúng trở ta lại sẽ với cùng combo nói giá này. Và đây là cái trợ thủ cũng như là một cái phụ kiện. Không ai không một người phụ nữ nào mà không thích hết á. Tại vì đây là một trợ thủ chúng ta làm đẹp, chúng ta có thể vén tóc lên để đỡ kem dính vào tóc của chúng ta nè. Các bạn có thể mua và sở hữu ngay một màu hồng nha, rất là dễ thương luôn. Và màu hồng chắc chắn là không chỉ phụ nữ nào chúng ta có thể từ chối được hết đó. Và với bộ sản phẩm combo rất là phải nói là hữu ích nè, mà còn được tặng quà kèm như vậy nữa, quà rất là tinh tế nha. Thì mức giá bao nhiêu thì em cho anh công bố luôn. Và với mức giá này, nguyên giá là 180.000 nhưng nếu chúng ta mua trong khung giờ livestream ngày hôm nay của Sen Đỏ thì giá giảm chỉ còn 139.000 tức là chúng ta giảm được 41.000 đấy. 180.000 mà giảm được 41.000 rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà áp dụng cái mã 50k chuẩn bị tung đó, đúng, đó là chúng ta lại giảm theo được một nấc nữa là nha chỉ các bạn. 90 mấy ngàn thôi đó anh. Đúng rồi. Rất là wow.
89.000. Khá nhiều đó. Là mua được hai hộp kem. Đúng. Từ thương hiệu Olay, được tặng thành thêm phụ một kiện cái băng nữa, đồ mọi tai người thỏ ơi. Tặng cho người phụ nữ của mình, ai mà không rung động chứ. Một món quà rất là hữu ích đúng không? Rồi, mọi người nhớ nha, chúng ta phải ở lại đến cuối chương trình nha, bởi vì chúng ta sắp tung voucher 50.000 rồi đó các bạn. Sắp tung voucher này mọi người ơi, tích cực đi, chúng ta lên Facebook coi chúng ta còn ai không, chúng ta tag vô đi. Bây giờ mình tag vô cho nhanh đi. Bây giờ mình tag thẳng vô luôn. Mình tag, mình like, mình làm tất cả mọi điều có thể để chúng ta có thể nhận được voucher 50k càng nhanh càng tốt. Chúng tôi cũng rất là nóng lòng để có thể mà tung ra voucher này dành tặng cho các bạn rồi. Yeah yeah. Và nãy giờ thì chúng ta có làm đẹp là quần áo rồi, mỹ phẩm rồi, thì còn một khúc dưới nữa. Chúng ta review luôn, chúng ta giới thiệu luôn sản phẩm đặc biệt mà Sen Đỏ tung ra trong ngày hôm nay. Và cái sản phẩm này thì đầu chương trình là có một bạn comment là đang chờ đợi đó, đang chờ đợi đồng hồ luôn đó. Không, anh ở khúc dưới mà. Đúng hả, cái gì ta, anh bật mí cho em đi, nhiều sản phẩm quá, em bị rối dưới, luôn. Em nhìn xuống dưới chân, em nhìn xuống dưới chân. Đó chính là giày. À, giày. Giày thì hôm nay chúng ta cũng có một cái sản phẩm giày đến từ thương hiệu Chuno. Những đôi sneaker của Chuno rất là năng động, rất là tiện lợi dành cho các bạn nữ. Và chúng ta cũng có mức giá đặc biệt luôn dành cho các bạn khán giả khi mà shopping trên Sen Đỏ ngày hôm nay. Và Mina hãy công bố. Vâng ạ, và với cái sản phẩm này á thì mọi người chúng ta có thể xem trên màn hình cũng như là xem trong giỏ hàng của mình. Đây là sản phẩm Chuno Sneaker Fashion Model với mức giá niêm yết là 430.000 đồng. Nay giảm chỉ còn 199.000 đồng thôi. Tức là giảm đến 231.000 luôn nha các bạn. Với một đôi giày Chuno Sneaker, chất liệu da bóng rất là thời trang nè. Chúng ta có thiết kế rất là trẻ trung, rất là dễ thương. Bạn nữ nhận được một đôi giày này chắc chắn sẽ rất là thích. Và nếu như một bình thường mua thì chúng ta sẽ phải mua với giá là 430.000. Nhưng mà mua trong khung giờ livestream của Sen Đỏ ngày hôm nay thì chỉ còn là 199.000. Chưa kể cái voucher chuẩn bị tung ra nữa, 50.000 đồng là tính ra mình còn có 149.000. Quá mềm mại, quá luôn, rẻ luôn. 149.000. Chỉ 2 là... ly trà sữa. Có 2 ly trà sữa thôi mọi người ơi. Và các bạn có thể thấy trên hình, trên hiện lên sản phẩm giày Chuno Sneaker thì dây giày thay thế bằng dây ri băng rất là dễ thương đúng không nào, và chất liệu đế là đế Eva siêu nhẹ, siêu thoải mái luôn. Và sản phẩm này á, em chia sẻ luôn là trước khi mà em quay livestream này cùng Sen Đỏ đó, em đã được thấy rồi. À vậy hả? Em thấy rồi. Em là cũng tín đồ shopping đúng không? Em là tín trước đồ shopping đi, trước khi đi livestream là mua đầm, mua giày, mua giỏ tùm lum tà la hết trơn. Đúng rồi, phụ nữ mà anh, phụ nữ là để yêu mà. Dạ. Rồi, em có quyền. Cái sản phẩm này á, em đã thấy rồi. Và hiện tại thì trên Sen Đỏ rất là đắt hàng nha mọi người, rất là cháy hàng cho ngày hôm nay. Thì sản phẩm nó không có mặt tại đây, nhưng mà chúng tôi có chuẩn bị sẵn hình ảnh rất là rõ nét và chi tiết luôn. Và Mina sẽ chia sẻ một số những cái đặc điểm bên ngoài. Là cái giày này á, cái đế Eva như là anh Quang Lộc chia sẻ rồi đi, thì rất là mềm nha. Mình có thể cầm mình bẻ như vậy nè, và mình thấy nó rất là mềm mại luôn. Mình đi mình sẽ không có bị đau chân của mình. Đặc biệt thì thường thông thường á, những cái đôi sneaker khác thì chúng ta sẽ sử dụng bằng dây dù anh. Thì nhìn đôi khi nó cũng hơi cứng nhắc quá, đúng, không có phá cách nhiều, nó bình thường. Đúng rồi, vậy còn ba ở đây nào cũng thường là... mình phải sở hữu, với mọi người phải sở hữu luôn một đôi sneaker của Chuno với mức giá này mà có cái dây vải nhìn rất là nữ tính, rất là đẹp. Chỉ là một cái chi tiết thay đổi rất là nhỏ thôi, đúng nhưng rồi, đem lại một cái tinh sự mới lạ. Rất là nào mà các bạn nhớ nha, giày sneaker của Chuno 430.000 giảm xuống chỉ còn 199.000 trong khung giờ livestream của Sen Đỏ ngày mọi hôm người nay các bạn đặt, nha. Mọi người hãy đặt mua ngay trong livestream này bằng cách chúng ta tích vào giỏ hàng nha. Và ngay khi voucher được tung ra thì chúng ta có thể sử dụng và áp dụng ngay cho cái mã này luôn. Đấy, đó, cô Lộc nhắc lại cho các bạn một lần nữa là chúng ta đã tung ra mã giảm giá 30k rồi. Các bạn lưu lại đi nha, 8:15 bắt đầu áp dụng. Chúng ta hãy chọn đơn hàng vừa xem livestream vừa vào cái giỏ hàng mà bên góc trái của màn hình đây, giỏ hàng của Sen Đỏ, vào đó lựa những cái sản phẩm nào mà chúng ta cảm thấy phù hợp với mình, chúng ta chọn sẵn đi, một lát nữa nhập mã voucher vào thì chúng ta sẽ mua được với giá rất là hời. Và bây giờ còn một cái sản phẩm nãy giờ hình như là rất là nhiều người chờ đợi, em cũng nóng lòng đúng không? Đâu, em luôn tính đồ. Vậy hả? Em rất là muốn nghe anh chia sẻ về cái sản phẩm. Đây là một cái sản phẩm mà như các bạn chờ đợi đã lâu, trên bàn nó giờ nó cũng đã xuất hiện từ đầu chương trình đến giờ, nhiều người coi như là nhòm ngó để ý lân la cái sản phẩm này rồi. Đó chính là chiếc đồng hồ dành cho nữ rất là dễ thương. Ở đây chúng ta có hai màu, ở trên này là một màu xám rất là nhẹ nhàng, còn một cái còn lại là màu cái màu đỏ, đỏ rất là nổi bật, dành trai mạng hỏa như Mina. Và đây là đồng hồ nữ chính hãng Sankey Korea đến từ Hàn Quốc.
Và với các bạn có thể nhìn thấy, lấy ra luôn cho mọi người xem luôn cho rõ ha, chứ để trong hộp nhiều khi xem cũng không rõ. Đây, chiếc đồng hồ mặt tròn. Ở trên mặt đồng hồ là không có nhiều chi tiết đâu, nó chỉ là những cái gạch để tạo được cái sự đơn giản và sang trọng cho sản phẩm. Còn cái dây thì rất là mảnh, rất là phù hợp với các bạn nữ. Tay thường là nhỏ nhỏ thì đeo cái đồng hồ này lên nhìn nó rất là xinh. Và các bạn có thể thấy là bên cạnh những cái phụ kiện như là giỏ sách, hóa tay này kia, thì một chiếc đồng hồ khi mà chúng ta đeo lên tay nó sẽ thể hiện mình là một cái người thanh lịch. Thứ nhất là nhìn rất là thanh lịch, nhìn rất là đó, dễ thương đúng không? Chúng ta có hai màu đây, bên này màu xám thì cái mặt đồng hồ nó cũng đi theo màu xanh cùng tông, xám xanh. Còn bên này dây màu đỏ thì mặt đồng hồ màu trắng. Và đây là thương hiệu Senki đến từ Hàn Quốc các bạn nhé, Korea nha mọi người. Và hai màu này thì Mina cảm thấy có dễ phối đồ không? Anh thấy dễ mà đúng không? Dễ mà anh, tại vì cái màu xám này mình phối với lại những cái đồ nổi bật cũng được. Và đồ ví dụ như tông đen trắng cũng được luôn. Đúng rồi, chúng ta đi luôn cái tông thanh lịch nhã nhặn đó, những cái bộ đồ màu trắng nè, hoặc là bây giờ đang mốt là những cái tông màu nude. Đó, màu xám nhẹ nhẹ, những cái màu đó thì đeo chiếc đồng hồ này vào. Còn cực kỳ sang trọng. Còn ai mà mình muốn một chút gì đó phong thủy chẳng hạn, hoặc là mình muốn một chút gì đó nổi bật, đúng rồi, em đó anh. Thể hiện cái sự nhiệt huyết. Thì mình chọn cái màu đỏ như vậy thôi. Có hai cái màu sắc để mình có thể lựa chọn. Và các bạn cũng rất là nôn nóng được biết mức giá của sản phẩm này rồi đúng không các đây, bạn? Và giá niêm yết của chúng ta là 1.799.000 đồng cho một chiếc đồng hồ chính hãng này đến vậy từ Korea. Thì giá giảm của Sen Đỏ dành cho khách hàng của mình trong khung giờ livestream của mình là bao nhiêu? Nãy giờ chúng ta giảm thấy rất là nhiều, giảm cũng phải 50% đúng không? Rất là nhiều những sản phẩm có thể giảm đến 50% hoặc hơn. Và sản phẩm này giảm cực kỳ sốc luôn. Em nhìn em còn sốc nữa. Cái này phải gọi là siêu sale luôn chứ không phải là sale bình thường nữa. Và với sản phẩm đồng hồ chính hãng này đến từ Korea, mức giá của chúng ta từ 1.799.000 đồng nay chỉ còn 369.000 đồng. Wow, sốc tức nhẹ. Là sốc nhẹ. Giảm xuống coi như là chỉ còn khoảng 1/4 đúng không? Đúng rồi, 1.8 triệu chia ra ở 4 triệu cái này mấy luôn anh? Chưa được 1/4 sản phẩm gốc nữa. Và nếu mà chúng ta còn áp dụng voucher 30k còn rẻ nữa, hoặc là chúng ta sắp đến mốc giảm tung voucher 50k rồi, vài phút nữa thôi chúng ta sẽ tung mã voucher 50k thì chúng ta áp dụng được. Thì 369 giảm 50 còn có 319k. 319.000 mà mua được một chiếc đồng hồ thương hiệu Hàn Quốc rất là sành điệu, rất là đẹp như chính thế này. Chính hãng nha mọi người, chính hãng. Chỉ có tại Sen Đỏ thôi các bạn ơi. Rất là hấp dẫn luôn. Và các bạn ơi, voucher 30k sẽ được kích hoạt vào lúc 8:15. Còn voucher 50k sẽ được kích hoạt vào lúc 8:45, tức là sau 30 phút. Nếu như chúng ta cảm thấy là chúng ta mua được sản phẩm rẻ rồi, chúng ta chỉ cần giảm giá thêm 30k nữa thôi là đủ rồi, thì chúng ta có thể mua vào lúc 8:15. Nhưng mà nếu như chúng ta cảm thấy muốn giảm thêm nữa, muốn tiết kiệm được 20.000 nữa, thì chúng ta sẽ áp dụng voucher 50k vào lúc 8:45 các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đếm ngược đi anh, để mình tung cái mã lên đi. 3, 2, 1 đi mọi người. Mọi người sẵn sàng chưa? Ok, mọi người sẵn sàng cùng chờ đợi voucher 50k xuất hiện trên màn hình các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm ngược nào. 3, 2, 1, xin mời. Yeah. Và xin mời mã voucher giảm giá 50k dành cho khách hàng của Sen Đỏ xuất hiện trên màn hình. Và chúng ta sẽ có mã đó chính là SD5004. Và với mã voucher 50k này chúng ta có đến 50 lượt nha mọi người. Áp dụng cho đơn hàng chỉ từ 150k thôi. Wow, là mình đã giảm được 50k rồi. Những cái sản phẩm như những cái sản phẩm nãy giờ mà Qua Lộc và Mina giới thiệu chúng ta đều có thể áp dụng được các bạn thấy không? Và chúng ta đã như chiếc đồng hồ này còn có 369.000, áp dụng mã voucher 50k giảm thêm 50k nữa còn có 319k. Cực kỳ rẻ luôn các bạn ơi. 300.000 thôi mọi người ơi. Và mọi người nhớ nha, nếu mà chúng ta có mã 30k rồi thì chúng ta có thể mua một đơn hàng nào đó vào lúc 8:15. Và với đơn hàng 50k thì chúng ta đợi thêm 30 phút nữa đến 8:45 thì chúng ta sẽ được áp dụng. Nhanh tay nha mọi người. Và chúng ta hãy cùng xem lại những cái sản phẩm ngày hôm nay mà chúng ta đã review. Đó chính là sạc pin điện thoại của Xiaomi nè. Đó, rất là đẹp, rất là tiện dụng, xài được rất là nhiều thứ và giảm cũng rất là nhiều. Và tiếp theo, sản phẩm thứ hai đó chính là dòng sản phẩm tai nghe Bluetooth Redmi AirDots. Rất là, phải nói là một cái sản phẩm mà ngày hôm nay Mina được anh Quang Lộc chia sẻ đó. Tới nay mới biết luôn á, một cái sản phẩm rất là tuyệt vời như vậy đây.
như một cái phụ kiện thời trang không mọi người ơi? Chị em phụ nữ chúng ta để an toàn chúng ta nên sử dụng cái dòng sản phẩm này. Đó, còn đây là chiếc điện thoại mà nãy giờ chúng ta đã nói rất là nhiều, chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB. Tung bông. Rất là nhiều tính năng, 4 camera rất là đẹp và giảm. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta giảm đến 12% từ 5.500.000 đồng giảm xuống chỉ còn 4.790.000 đồng. Và đặc biệt chiếc điện thoại này chúng ta còn có thể trả góp lãi suất 0%, được tặng kèm đó chính là ốp lưng, kính cường lực. Và đặc biệt là chúng ta còn được bảo hành 12 tháng nữa nha các bạn. Quá tuyệt vời. Rồi, rồi và tiếp theo đó chính là bộ đôi sản phẩm kem dưỡng da cũng như là đến từ thương hiệu Olay. Chúng ta được giảm giá rất là nhiều. Trọn bộ này có mức giá là 180.000 đồng, nhưng mà hôm nay chúng ta được giảm giá là 139.000 đồng. Đó là cái giá mà chưa áp dụng voucher nha. Các bạn mà áp dụng voucher là được giảm giá hơn nữa. Và đặc biệt hơn nữa thì còn được tặng thêm một cái chiếc băng đô rất là dễ thương, rất là dễ thương như vậy. Vâng ạ. Rồi đó, chúng ta còn có sản phẩm đồng hồ đến từ Hàn Quốc với mức giá giảm kỷ lục luôn dành cho khách hàng của Sen Đỏ, chính là 1.799.000. Giảm trong khung giờ livestream của Sen Đỏ ngày hôm nay chỉ còn 369.000 đồng. Và nếu mà chúng ta chịu khó chờ đợi, kiên nhẫn một chút đến 8:45 nhập mã vào giảm thêm 50k nữa, chúng ta có 50 lượt các bạn nhé, thì chúng ta hãy tranh thủ nhanh chóng, 50 người may mắn nhất sẽ được giảm 50k khi mà chúng ta mua đơn hàng trong ngày hôm nay. Mọi người ơi, mọi người để ý nha, là tất cả những cái mã giảm giá cũng như là mã voucher chúng ta chỉ có một cái lượt giới hạn thôi, cho nên mọi người nhớ chụp màn hình lại và áp dụng ngay vào cái khung giờ được sử dụng nha mọi người. Và nếu mà bạn nào vẫn còn mới vào sau, chúng ta chưa biết về chương trình đi, thì chúng ta sẽ có coi là sẽ chia sẻ lại về cách săn deal trong ngày hôm nay các bạn nhé. Đó là chúng ta hãy tải app Sen Đỏ về. Đó, chúng ta hãy tải vào tải app Sen Đỏ về, mở ra chúng ta sẽ thấy một cái giao diện như thế này. Và chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ thấy banner của chương trình đây ngay đầu. Hoặc là kéo xuống đây, săn deal. Nhiều deal lắm mọi người ơi. Em là để yêu, deal là của em. Đây rất là nhiều chương trình, như chương trình livestream của chúng ta hôm nay các bạn có thể thấy nè. Rồi, chúng ta sẽ đến với Em là để yêu. Đây, chúng ta có thể kéo xuống một xíu, chúng ta sẽ thấy cái banner màu hồng rất là nữ tính này. Em là để yêu, săn deal, siêu deal công nghệ. Bấm vào thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều deal ở trong này, từ hàng gia dụng, hàng thời trang, hàng tiêu dùng, hàng công nghệ. Rất là nhiều deal trong này các bạn thấy nhá. Đây, chúng ta có nhiều chương trình này, như hoàn tiền 50k nè. Chương trình hoàn tiền có thể giảm 10%, 20% tùy vào cái mã mà chúng ta có thể copy lại, chúng ta săn và chúng ta sẽ áp dụng cho những cái đợt mua hàng tiếp theo trên Sen Đỏ. Hoặc là chương trình deal đồng giá, như ngày hôm nay thì chúng ta có rất nhiều sản phẩm đồng giá là 60k. Vào ngày mai chúng ta chỉ còn 40k thôi. Và đặc biệt vào ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, thì mức giá chỉ áp dụng chỉ còn là 20k. Và với 20k này thì chúng ta vẫn mua được rất nhiều sản phẩm chất, nhiều sản phẩm chất lượng các bạn nhé. Chứ không phải là 20k thì chúng ta không mua được gì đâu. Đó, rồi chúng ta còn có chương trình hoàn tiền hồi nãy đã nói rồi, đặc biệt là chương trình voucher 30k và 50k chỉ áp dụng cho những người nào đang theo dõi chương trình livestream của chúng ta ngày hôm nay thôi. Các bạn nhớ lưu mã lại để chúng ta có thể một lát nữa 8:15 là áp dụng mã 30k và 8:45 là áp dụng mã 50k. Và bây giờ mình nói thêm một lần nữa về cái hoàn tiền đi, để cho tất cả những các bạn phía sau á, bạn vô sau bạn có thể hiểu rõ hơn. Tại vì nhắc tới Sen Đỏ là nhắc tới hoàn tiền của mọi người. Mời anh Quang Lộc nha. Và chúng ta khi mà chúng ta vào app Sen Đỏ, chúng ta mua hàng rồi đó các bạn, thì chúng ta sẽ vào phần đây, chúng ta sẽ tải app Sen Đỏ, chúng ta cũng tải app Sen Đỏ vào nha. Rồi chúng ta sẽ vào phần tài khoản, chúng ta sẽ kết nối với tài khoản Sen Bay. Thì chúng ta sẽ kết nối vào cái tài khoản này để chúng ta có thể thuận tiện hơn cho việc mua hàng của mình. Rất là nhiều đơn hàng trên Sen Đỏ thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách là sử dụng ví Sen Bay. Và sau đó thì chúng ta sẽ vào trang hoàn tiền. Đây, chúng ta sẽ kéo xuống các bạn. Đây, trang hoàn tiền Sen Bay. Đây, chúng ta có thể hoàn tiền mọi đơn. Đấy, chúng ta sẽ vào nhìn thấy rất là nhiều mã này. Ví dụ như mã hoàn tiền CB gạch dưới T10 vẫn còn đến hơn 12.000 lượt. Hay là mã hoàn tiền 20% là CB gạch dưới H201 vẫn còn hơn 19.000 lượt.
đó thì chúng ta có thể nhập cái mã này vào những cái đơn hàng tiếp theo thì chúng ta có thể nhận được phần tiền hoàn tùy vào cái mã, như là 10% tối đa 30k hoặc là tối đa 50k cho đơn hàng từ 200k hoàn tiền vào ví sen bay, và chúng ta sử dụng ví sen bay đó mua những đơn hàng tiếp theo. Rất là nhiều những cái ưu đãi đúng không mọi người? Mọi người có thể thỏa sức mua sắm nè, mình còn thỏa sức mình lựa chọn cái deal tốt cho mình nữa, thì không việc gì mà chúng ta không vào ngay sen đỏ và lựa về cho mình những cái sản phẩm rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và các bạn ơi, ngày 20 tháng 10 đã sắp đến rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, ngày mai là 19, ngày mốt là 20 rồi. Một ngày đặc biệt dành cho những người phụ nữ thương yêu của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau làm một cái điều gì đó để cho những người phụ nữ của chúng ta cảm thấy hạnh phúc, được yêu thương vào cái ngày đặc biệt dành cho mình, bằng cách đó chính là vào sen đỏ, mua những món hàng, những phần mà chúng ta cảm thấy ưng ý, phù hợp với người phụ nữ của mình, giảm giá rất là nhiều, rồi được hoàn tiền, đặc biệt là được tặng voucher 30k hoặc 50k mà nãy giờ chúng tôi đã tung ra, thì chắc chắn là các bạn sẽ mua được rất nhiều sản phẩm ưng ý làm quà 20 tháng 10 dành tặng cho người phụ nữ của mình. Đúng rồi, cho nên mọi người hãy nhớ là 20 tháng 10 chúng ta hãy nhớ lên săn sale cực khủng chỉ có tại Sen Đỏ thôi nha, và áp dụng rất là nhiều. Đấy, mọi người nhớ nhớ, đặc biệt vào ngày 20 tháng 10 hàng ngàn ưu đãi, đặc biệt sale cực sốc, và đặc biệt chúng ta còn có chương trình giảm giá chỉ 20k nữa các bạn ơi. Cho nên là chúng ta hãy nhớ, bạn nào chưa có app Sen Đỏ thì tải ngay app Sen Đỏ về, bạn nào có rồi thì chúng ta mỗi ngày đều vào để có những chương trình khác nhau, chúng ta có thể mua được nhiều sản phẩm ưng ý cho mình hoặc cho bạn bè người thân của mình. Vậy là vừa rồi chúng ta đã chia sẻ cho các bạn quá là nhiều những cái sản phẩm rồi, và chắc là mọi người cũng đã có lựa chọn và giỏ hàng của các bạn đã dày lên kha khá rồi. Thì ngay bây giờ chúng ta cứ chờ đợi đi, chờ đợi sau 8:45 thì chúng ta sẽ áp dụng cái mã 50k, và đừng quên chúng ta hãy thường xuyên vào app Sen Đỏ để săn về cho mình những cái điều khủng nè, những cái chương trình ưu đãi đặc biệt nè, đặc biệt hơn vào những dịp lễ nữa. Còn bây giờ thì và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Quang Lộc và Mina từ đầu chương trình đến bây giờ. Xin chúc cho mọi người sẽ có những khoảng thời gian mua sắm thật là vui vẻ trên Sen Đỏ nha, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo với những ưu đãi cực khủng từ Sen Đỏ. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.